Trời ơi là trời, sao mà bữa nay nó ế quá trời quá đất, ế thê thảm luôn. Sáng giờ tôi không có bán được một cành hoa nào hết à. Trời ơi, tôi giả bộ để gì cho câu khách ra, để cho ta coi như có người mới uống đó, vậy mà vẫn ế. Tôi ghen quá. Sáng giờ bán được có nửa ly sinh tố à. Cái gì? Cái gì mà nửa ly sinh tố là sao? Thằng học sinh nó đi học, nó tưởng nó có đủ tiền lại, nó có đủ nửa ly nước khế ép à, phải bán nó chứ sao. Vậy mà rên cái gì, sao mơ vợ bán được con gói bị gói, người ta có nói chứng nào đâu. Tôi không có một cành hoa nào hết á. Ờ thiệt, không bán được cành hoa nào hết hả? Ế một cái cách không tưởng tượng được. Yên tâm đi, bữa nay thế nào khu phố mình cũng có người qua đời rồi mua hoa ép vô duyên không. Ế sao mà ế khu phố mình ế. Anh ơi Có khách anh mua hoa cho em đi. Uống anh gì ơi. Em uống gì sinh tố gì? Mua mì nha. Ờ mua bánh nha chú. Em trai bánh nè. Uống gì sinh tố nào? Nước bánh nè. Anh nha chú. Bánh nha. Mì nha. Anh ơi bắp cải đi. Các người có xin phép dọn dẹp sạch sẽ hết chưa? Ủa gì xin phép ai? Ủa vậy là gì? Dẹp cái gì? Sao vậy? Tôi xin thông báo. Nói đi. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Ngày gì? Khu phố này sẽ ghi vào trong lịch sử. Hả? Ghi vô đâu? Ghi cái gì? Lịch sử mà ghi cái gì? Một ca sĩ đang lên. Hả? Một nghệ sĩ đang hot. Một nghệ sĩ đang hot hả? Đúng. Ờ, một nghệ sĩ đó hot, nghệ sĩ nào vậy? Bí mật chú, gì? Chú, ngày nghệ sĩ đó có phải là Thanh Sang, Lệ Thủy hay là Thanh Tuấn không? Hay là Ngọc Giàu Kiều Mai Lý? Phải đâu? Thôi, tôi xin giới thiệu. Tôi là đạo diễn. Đạo diễn gì? Đạo diễn rất là nổi tiếng. Thì cái gì? Nổi tiếng dữ lắm hả? Tôi tên Thanh Tuấn. Trời ơi, tên ẩn dài nữa ha. Giống Thanh Tuấn quá. Thanh Tuấn. Mà ông này cũng đẹp trai quá. Bự con quá. Anh có vợ chưa? Trời ơi, đạo diễn trẻ như vậy, đang nổi như vậy làm sao có vợ được? À, có nghĩa là đạo diễn đang nổi là không có vợ được hả? Đúng rồi. Nhưng mà nghệ sĩ nào lên đây vậy? Đón tiếp ai? Ca sĩ Thanh Mây. Thanh Mây. Thanh Mây là ai vậy? À, con nhớ rồi. Thanh Mây có đóng phim. À, bà Sáu, hôm bữa con bà Sáu coi, bà Sáu nhớ không? Bà Sáu nói với con là tên gì à? Đen cái gì mà Dân... À, Dân Đen. Trời ơi, đóng phim gì? Nó ra nó đóng có chút xíu. Ông ma ông ảnh. Quay nhất bánh thì bà luôn. Không. Cái con này nó bán bún bò. Ông ra đầu đường. Ừ. Ủa, vậy đó hả? Trời ơi, rồi cái nó bị đuổi nhà. Cái nó có chút đỉnh tiền, cái giờ nó thanh mây. Không đâu. Người lầm rồi. Làm đó. Sao? Thanh Dân Đen bún bò ngày xưa vậy đó, chết rồi. Trời ơi. Có nhớ tôi có đi đám ma nó không? Không nghe gì hết. Không phải, ý của tôi á là cái tên đó không còn nữa. Thì bây giờ là chỉ còn là ca sĩ Thanh Mây thôi. Anh đổi tên phải không? Đúng rồi. Vậy đối đại đi cũng... Nè, mấy với Dân là cũng vậy, nó bay về tôi. Rồi nó mưa xuống hết bà, nó cái vụ Dân rồi. Thôi bây giờ vậy. Sao? Tôi xin mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống hết đi. Gì? Một hồi là giờ dân chúng lại coi đông dữ trời lắm. Phải vậy không? Ừ, phải bây giờ chuẩn bị đi. Nè. Mình chuẩn bị rồi, bây giờ ông đi đâu? Chừng nào cô Thanh Mây nó mới tới đây. Chút xíu tới liền. Tới liền hả? Ờ. Trời ơi. Nè, ta tới giờ, liền. Tôi xin thông báo cho mọi người biết chuẩn bị nha. Bây giờ tôi phải đi ra ngay. Đi liền để chuẩn bị đón tiếp. Đúng rồi. Đi. Rồi, đi nha. Alo. Hai. Alo. Cho tôi hai chuẩn cái xe đi, chuẩn bị đi. Hai cái xe container hoa gì đó, hoa hồng đi. Ủa không có hả? Không có hoa hồng vậy là hoa cứt lợn cũng được. Cái hoa đó nó đẹp. Mà nó có cái mùi hôi tôi cũng không được đó hả?
bây giờ ít lắm hả? Còn có một chục mấy bông hồng hả? À, nhớ nha, tôi ra tôi lấy hết trơn đó nha. Nếu mà không có nên làm chết với tôi à. Alo, tôi chuẩn bị nè. Được rồi, tôi ra tôi lấy liền. Alo, alo, cho tôi gấp 100 kg bơ sáp. À, loại bơ Bảo Lộc nha, xoài nha. Xoài cho tôi cũng 100 kg luôn. À, đu đủ nha, 100 kg luôn. Sữa hộp Ông Thọ nha, 100 hộp luôn. À, đường 100 kg luôn. Đó. À, chuẩn bị đón tiếp mọi người, một ca sĩ nổi tiếng tới đây nha. Gấp gấp nha, chở liền cho tôi nha chứ. Mày lấy điện thoại cho má đi. Tôi cho tao kêu tao kéo đồ lần gì bán chứ đến tôi thu súc người ta sao được. Ở bên kia bán lấy hàng mà má. Trời ơi, lấy hàng thì phải lấy thêm chứ con. Trời bán chị này trúng mánh dữ lắm nè. Alo. Bánh ngọt, bánh mặn gì đem tới hết cho tôi đi mà ăn trong một ngày thôi nha. Đừng có ăn qua tới ngày thứ hai là chết bà tôi luôn đó ha. Không, chết tới tháng liền nha. Tôi nhớ rồi, vậy chưa? Rồi, khu phố mình rồi. Sắp ngon rồi. Rồi. Khu phố mình là đón tiếp một nhân vật quan trọng. Trời ơi. Nghệ sĩ Thanh Mai. Có búa đập đá chịu không? Trời ơi, búa đập đá làm cái gì? Tự nhiên ta bán nước mà ở đâu mà thẩm mỹ viện sao có nhiếp? Trời ơi, tôi nói ông nghe, trong cái thời phút quan trọng này tự nhiên cái cọng bạch kim nó lòi ra nè. Bạch kim là gì? Nè, cọng bạch kim nè. Trời ơi, cái đồng lòng mẹ mạng của bạch kim. Hết bà ghét tôi đi nhỏ bạch, cho. Bạch kim nó nói gì bạch kim chứ mình nói tóc bạc nó già muốn chết sao được. Cho bà còn trẻ sao vậy tôi nhỏ cho. Trời ơi tôi đi, hai cái bàn tay của ông đưa vô hư cái mặt của người ta trơn à. Mà tôi nói thiệt với ông nha. Tôi với ông á là ông là nam. Còn tôi là nữ ha, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ông biết không? Ông tới gần lỡ tôi có lỡ. Bà ghê. Hôm nay chúng ta được đạo diễn Tuấn Thanh Tuấn nói là sẽ chọn một cái người để đóng cặp với cái cô nghệ sĩ Thanh Mai. Bởi vậy tôi nói ông nghe, bây giờ tôi phải đi liền bây giờ mới được. Để mình biết đi đâu không? Biết tôi đi đâu không? Mà chuẩn bị hơi quá nha. Hơi quá thiệt đó nè. Bây giờ đâu? Tôi đi mắc cấp. Đang chi vậy được rồi. Trời ơi đâu có được, mình phải đẹp lên mới được chứ. Phải bà gì là cỡ bà gì đó là Hà Tăng Hà Hồ không bằng bà. Trời ơi, làm sao tôi mà đẹp bằng Hà Tăng Hà Hồ được? Hơn đó. Sao hơn thiệt hả? Vậy là tới Tăng Hà Hà Hồ gì Hà Hồ thua bà luôn. Thua luôn. Bởi vì bà là Hà Bá. Phải. Cái gì? Tôi đi một chút xíu tôi về không đẹp hơn tôi chịu tội. Đi. Ở đây nè đi. Về liền nha không? Chưa từng thấy. Đi đẹp quá. Đẹp quá. Làm sao tôi bán hết cái này bữa nay là đã rồi. Còn được đóng với Thanh Mai nữa. Tôi sẽ được chọn là người diễn với Thanh Mai. Hay quá. Còn bà là background cho tôi. Đúng quần chúng đằng sau lưng. Đúng rồi. Ông đẹp quá ha. Quá đẹp. Hôm nay đẹp thiệt. Phải không? Đúng. Vậy mới được đóng với nghệ sĩ chứ. Đúng, mình là nghệ sĩ mà. Ô. Gì á? Nhìn kia. Sợ lắm. Nè, mấy chú nè, nhớ chú không? Dạ không, trời ơi, ai mà giống như là quỷ già sống lâu năm vậy? Trời ơi. Chú, nói với chú bán nước mía, cái con nhỏ mua thiếu ngoài đó. Không, trời ơi, mày làm sao mà uống nước mía mà còn mua thiếu nữa? Không bao giờ mày uống cái loại nước trần tục đó đâu. Thôi được rồi, qua thì nhận, nhưng mà đuổi ông đi, nghe mùi bã mía quá. Đi. Sợ quá. Tất cả tập trung che nắng cho chị sợ đen. Trời ơi, rồi ông Tấn đâu rồi, ông Tấn đạo diễn đâu rồi? Trời ơi, ông Tấn ơi, sao ông nhởn nhơ vậy, cà lơ phất phơ vậy? Ông chọn cái bối cảnh gì mà từ đó đi vô đây tôi toàn là ổ gà, tôi đi tôi muốn chết luôn à. Đâu, em. Hả?
cái chỗ này á là cái nơi em chôn nhau cắt rúng. Anh tìm hiểu rất kỹ cho nên anh mới chọn chỗ này làm bối cảnh đó. Trời đất ơi, trời đất ơi, nếu mà anh không nhắc thì mày mày đâu có nhớ là mày đã từng ở chỗ này sao? Mày đã từng ở chỗ này sao? Trời ơi, chỗ gì đâu mà nghèo hèn lạc hậu, người thì già nua không có năng động gì hết trơn vậy? Mẹ, trời em ơi, làm như tôi là không không không, mày có ghế của mày rồi. Ghế mày nhiều màu lắm, trẻ ghế cho chị. Cái gì vậy? Trời ơi, thì banh ra đi, bà đặt sọt sọt làm chi? Mở cái cầm hoa cho chị, đỡ mây ngồi. Sao thấp dữ vậy trời? Giống ngồi làm móng tay vậy. Uống nước gì đi, uống nước gì đi. Dạ, chú có nước gì? Đủ loại, có xoài, có bơm, có cam, có đủ loại hết trơn, uống nước chú gì? Bán phong phú quá. Cho cháu một ly nước mưa. Dạ, con. Ủa sao uống nước mưa? Tại vì nước mưa là một loại nước tinh khiết. Mình uống như vậy mình không có bị trúng độc. Ai mà biết được người già già ứa hãm hại trẻ con. Trời ơi trời, quá đáng. Trời ơi, chảnh quá trời chảnh. Được rồi, có nước mưa, có nước mưa. Nói vậy thôi chứ mày có nước của mày, nước mày đâu? Đây, uống nước mưa, có nước mưa. Tao không uống, tao không có uống, tao không có uống, tao không có uống, tao không có uống. Uống gì nè? Mình lớn lên từ đây, dạ. Mình uống nước mưa như hồi nhỏ mình tắm mình uống nước mưa hoài đúng không? Uống đi. Ê gì mày, tao đập tay cho. Để tôi đưa cho mày. Làm gì? Không, đây đưa qua đây được rồi, tôi đỡ tôi cho đưa mày. Có độc. Trời ơi, độc gì mà độc. Nhiều khi đưa tay qua, tay di trùng nhà nhà của chồng. Mày uống nước mưa hả? Chảnh mày thơ cố. Trời ơi, phải hòa mình hả? Hộp kia đỏ hồng ngon lắm đó. Sao vậy? Ngon lắm hả? Trời ơi, thật ra là ngon lắm cho nên Hào không uống nhiều được. Kìa kìa, em sao lại uống nước mưa? Trời ơi, em muốn hòa mình vào quần chạy quần chốn. Tự nhiên phản ứng kỳ cục à. Trời ơi, cái nước mà chính bằng tay anh chế tạo cho em đâu? Cái nước đó là mấy quỷ đi nó uống hết rồi. Trời ơi, mấy thằng thiệt. Mấy quỷ nè. Thôi. Báo hại nha. Thôi. Rồi bây giờ tôi ghét quá. Rồi bây giờ sao? Bây giờ em diễn cái gì đây? Nhân vật hiền lành mà để em. Nhân vật hiền lành mà để tôi bắt trước đâu rồi? Nhân vật hiền lành. Nhân vật hiền lành đâu? Rồi, nhân vật hiền lành đâu? Tôi nè. Đây được không? Đây là hiền lành nè. Trời ơi, trời ơi. Nghĩ sao mà hiền lành tóc đổ quét vậy bà? Đó là gì nhuộm để cho nó tinh khiết á. Trời ơi. Anh làm ơn kiếm giùm tôi người khác đi. Đó anh này mà... được không? Trời ơi. Người khác đem Tuấn anh giới thiệu cho tôi người khác anh nói rồi mà. Thôi để tôi rồi? Giới thiệu cho. Hiền lành đấy hả? Đúng rồi. Hương ơi, Hương. Dạ. Con đâu rồi Hương? Đỡ chị vậy? Cầm nắm cho chị. Đây con. Đỡ chị vậy? Hiền lành là đây. Người phụ nữ hiền lành. Ủa? Chị Mai. Chị nhớ em không? La vừa vừa thôi để cho người ta nói mày dư hơi quá. Từ từ con, mấy thằng này nó như khùng vậy đó. Chị, hồi trước á chị hay giao bún bò cho em á, chị nhớ không? Giao có giao bún bò hả? Dạ. Chắc chị nhớ đó. Dạ. Em là Hiền Diệu đó hả? Em là nhân vật mà để chị sẽ bắt trước đó hả? Dạ. Em sẽ giúp chị đó hả? Nếu vậy là chị nhớ rồi. Nha. Dạ. Trời ơi, vô hồn vô vía. Sao mày gây lộn với bả hoài vậy? Tao bắt vậy. Bả cứ nắm tay chị hoài kìa. Trời ơi, bả nắm tay tao thì cho bả nắm. Nói chuyện với tay vậy rồi sao? Thì tao lôi vô mày cho che rồi này, hơi tao chùi hết rồi nè. Bây giờ mày nắm tay đi, không cho phải không? Giờ tao nắm tay mày được. Đi theo bên cạnh tôi là toàn vậy không nè. Tao được rồi anh Tuấn ơi. Cái gì? Hả? Bây giờ tôi phải diễn làm sao? Tôi diễn vai gì anh nói đi. Bây giờ em diễn cái vai. Sao ạ? Hiền lành. Có gái nhà quê. Hiền diệu. Có. Phải không? Hiền lành. Nhà quê. Nghèo. Nghèo không có chỉ giá lại luôn nè, thấy không? Nghèo tâm lớn hết trơn nè, có cái giống gì nguyên vẹn vậy mà không nghèo trời. Nghèo mà màu sắc quá. Không, cái này là như là thiên thần á. Nghèo thiên thần. Trời ơi, đó. Nghèo gì mà thiên thần. Ý bà nói nghèo cõi trên hả? Cõi trên. Vậy là bà không được hả? Thôi không được đâu, em phải bộ đồ khác đi. Bộ khác hả? Ừ. Để bộ nào đâu. Thôi được rồi, em có... Trời ơi, có cái này phải không? Lộn cái này đi trao đổi. Đưa cái đó cho chị đưa cái này cho em. Nhanh đi cưng. Nhanh đi, không còn kịp nữa. Em nhanh đi. Mượn á nha. Trời đất ơi, chứ ai lấy cá mà ba bà ăn chi. Trời ơi trời. Cho chị mượn đó nha.
Mặc đi, cái áo nổi tiếng không mặc. Tiếp tiếp ta coi đứa nào tiếp tiếp coi. Trời ơi mấy bay đứng nhìn hoài à. Trả tiền cho bay đứng nhìn hả? Rồi đó. Trời ơi sao mà nó không có giống ai vậy nè trời. Cô đen lạ vậy mấy cha. Đi vô đi ra hoài vậy. Mệt ghê á. Rồi bây giờ diễn sao? Bây giờ diễn sao? Bây giờ em muốn diễn cho giống gái miền quê á. Thì đó, thì em hỏi người lớn nè. Rồi em tập em giọt nè, diễn làm sao cho nó giống đi. Rồi tôi mượn chú ơi, chú làm ơn chú bán tập quá đi. Em bán tập quá, chú đi ngang đi. Tụi bay giang ra cô làm cái gì mà nhoi như dòi vậy? Cái gì vậy? Che nắng cho chị. Trời ơi, bảo vệ tôi đang diễn, xích qua đây đi. Ra bảo vệ gì bán kia. Bán tập quá. Sao dù á chị? Tụi bay để dù đó đi. Rồi em bán tập quá nha. Em bán tập quá coi. Nha. Tụi bay đứng vậy không ai dám mua đồ hết trơn rồi. Anh ơi. Anh đây. Anh ơi. Anh vào quán em đi. Quán em có đủ thứ hết trơn á. Bán gì vậy? Anh muốn trả nhiều trả bị đang ê quá mà. Anh ơi. Trời đất ơi bà bán tập quá bà bán gì mà bà lả lơi thế ớn luôn à. Chị ơi chị, bán không có bán vậy đâu, không có chèo khéo khách vậy đâu. Bán sao? Ví dụ như chú cái này đi ngang ta tưởng bán cái khác á. Chú đi ngang qua, chú cần gì không mua một con đi chú. Thấy chưa? Thấy dịu hiền chưa? Hiểu rồi. Được rồi. Bán cái gì khác chứ không phải bán tập quá đâu. Rồi, trở lại. Chú tập quá quá trời nè, chú quá trời luôn nè, đang quá trời luôn, đầy đủ hết trơn nè, mua giùm tập quá đi chú đi. Đi chú quá trời luôn nè chú. Chị, cái tông của chị thấp xuống. Tông phải thấp xuống. Dạ. Hồi nào giờ lên không có xuống được. Nhỏ nhẹ thôi. Nói lại nè. Tôi không diễn với ông này đâu. Ông này vậy? Ai biểu già mà còn mày đặt nhiều tóc nữa diễn không có được. Mệt ghê lắm. Mệt diễn với tôi lắm. Anh chết. Anh thấy em bắt. Ủa sao mà giống thằng mày chưa? Cái giọng nói rất quen mà người lạ quắc vậy trời. Em nè. Sao trời đó quên hả? Trời đất ơi, bà làm gì đen thui vậy? Trời ơi, mất cắp cả mấy tiếng đồng hồ đó. Má sao thấy ghê quá vậy? Mày có vậy? Thanh Mây không? Thanh Mây đâu có vậy. Chứ sao? Nè, Thanh Mây ta chắn bóc rồi bà ơi. Trời ơi, Thanh Trần ơi. Cái này Thanh sao hồi xưa nó đen thui mà sao vậy? Trời ơi, vậy là tôi hố hàng rồi chết chắc. Thôi bây giờ để tôi... trắng với đen là chuyện bình thường nha cô nha. Bây giờ là khoảng chừng mấy ký xà bông đó với thêm vài giọt mà để tẩy la bô bô đó là nó trắng queo liền nha. Thôi vậy tôi để tôi đi qua kiếm mắt cắp lại tôi để thôi cái mặt gì mình hố hàng quá. Thôi lỡ rồi thôi đi. Sao vậy? Lỡ rồi. Thấy như vậy mà không chừng tôi có cảm giác hơn đó. Được không? Nhìn bà đen không chừng tôi diễn tôi lòi ra được cái hiền diệu đó. Ôi trời ơi. Bà diễn chung với tôi đi. Cảnh là bà mua tập quá. Nghe đi. Nè nè nghe. Đi. Xẹt qua xẹt lại cũng thấy cái hình của tôi đó nha. À, đúng rồi đó. Bây giờ đó. Mai được đóng phim đó. Được đóng phim nha. Rồi đi đi. Chị rảnh không? Em biết chị rảnh mà. Em mời chị vô đây. Em nè chị. Em có nước ngọt. Em có bột ngọt. Em có bí đao, em có cải. Em có đủ thứ hết trơn, chị muốn mua cái nào? Chị muốn mua cái nào em chọn cho chị cái đó bảo đảm như lòng. Trời ơi. Anh đáng lẽ không có muốn mua đâu. Trời sao mà thấy em ngọt ngào quá. Cái thôi là muốn mua liền à. Dạ mua giùm em đi. Em cho chị một cái gói xà bông này đi. Dạ. Cái gì vậy bà nội? Xà bông 500. Nguyên một cái hàng người ta bán từ sáng tới giờ. Bây giờ có được một bịch 500 này không muốn chết là sao? Lỡ rồi đó là tiền bạc đó mà tôi đền vô. Bà mua cái kiểu gì vậy? Bà phải mua mấy bịch, 50 bịch, 10 bịch cho người ta. Và mua cái bịch này sao? Này 500 này. Chị sao? Sao vậy chị sao? Hả? Nó khùng. Em gì cái dai vậy mà em hung dữ vậy làm sao ra dai? Trời ơi nó mệt quá đi. Tôi không có hiền diệu được đâu. Bây giờ tôi bán sao tôi bán? Tôi muốn từng người mua phải mua thiệt nhiều. Không mua là tôi chửi, không mua là tôi chửi. Nó diễn mà sáng tạo vậy đó. Chứ tự nhiên không mua cái cam chịu. Đó là cái diễn có một chiều. Tôi muốn diễn 2-3 chiều. Em à, bây giờ em muốn diễn một cái ban nào đó. Em phải luyện tập bỏ thời gian ra. Luyện tập diễn nó mới hay. Đúng rồi. Thôi bây giờ em ở đây nha. Bây giờ cô nhờ cô với cô đây. Ở đây luyện tập của với em này. Tiền công bù lao á, con bù rất là nhiều tiền nha, con trả rất là cao nha. Thôi Tên Mây, bây giờ anh mượn cái chìa khóa xe đi. Anh ra ngoài kia anh nằm nghỉ chút xíu rồi anh viết kịch bản thêm cho em. Cái phần cuối. Mệt quá. Sao? Thôi được rồi cho anh mượn đi. Cho mượn chìa khóa nha. Rồi, ở đây nói với người ta chỉ tôi diễn đi. Thôi được rồi nha. Tiền bạc thành vấn đề. Đúng rồi. Cô chỉ giùm coi nha. Thôi anh đi nha. Đi nha. Anh đi nha. Viết nhanh nhanh vô. Rồi, viết rất hay đàng hoàng. Mệt. Đi nha. Đi đi.
Rồi sao? Nói rồi đó, lát đưa tiền, giờ dạy tôi diễn đi. Chị phải làm nhẹ nhàng thôi, chị phải diễn cho tự nhiên. Trời ơi, thì đó tự nhiên rồi đó, bùng phát lên cũng bị la, rồi tự nhiên cũng bị la, cái gì cũng bị la hết. Trời ơi, cái ngày cô bùng phát cái gì, cô chửi lộn người ta như tát nước vô mặt, rồi nó bùng phát cái gì. Trời ơi, thì phải có bức xúc chứ, mua bán cực khổ quá bà, mời muốn chết luôn. Tự nhiên mua bịch bầu, gọi đầu 500, trời ơi, nổi điên không. Thôi, tôi không làm nữa đâu, ai làm đi, tránh chỗ rồi ngồi coi. Thôi, bà mới bị cháy mặt, vô bà ngồi nghỉ đi. Cả này ra đây, đi ra chị trả tiền, ra đây. Cái gì vậy làm gì, ta nhìn vô ta tưởng mình đánh ghen giờ đập lại. Chị buông ra đi, em không có dạy chị được đâu. Cái chất của chị không bao giờ đóng được dây nghèo. Chị đừng có tưởng hả, chị đem tiền ra là cái gì cũng được đâu. Không được, em không dạy chị nữa. Trời đất ơi, cái gì vậy trời, cái xóm này làm như bạo động hay sao á. Trời đất ơi, tiền bạc đem ra rải để mà giải tôi diễn thôi, tự nhiên thì cứ giải đời tôi hoài làm sao vậy trời ơi, sao giải. Thôi được, tôi mệt quá rồi bây giờ. Mấy người này tôi giải quyết không nổi, kêu đạo diễn vô đi, đi ra. Lụi bay đi ra kêu đạo diễn vô, nhanh lên. Đi kêu đạo diễn vô. Lái xe đi đâu rồi? Lái xe đi đâu là đi đâu? Điện cho ông ta về coi. Điện ông về em giải quyết ba vụ này coi. Đạo diễn là bỏ đi đâu, ra viết từ kịch bản. Chị ơi, chị. Gì? Cái chiếc xe của mình đâu mất tiêu rồi. Xe mất tiêu thì trả lấy chìa khóa đó. Ông lái xe mất tiêu rồi. Điện thoại coi. Điện thoại của chị đâu? Bỏ cho cái bóp ông lấy thôi. Trời ơi, điện thoại trên bóp trong bóp. Sao được nào, tụi bay cũng đâu đứa nào có thể cho mượn điện thoại không già. Rồi, tốn nguồn điện thoại. Này, nhanh đi. Trời ơi, cho mượn mà cũng mày đặt lâu nữa, mệt ghê á. Trời đất ơi là trời. Cái gì mà đòi đấu hiện cho hiện. Ai biểu? Nín coi, tao đang nghe điện thoại mà cứ mệt ghê. Trời ơi, nó tò tí te tà te rồi nha. Trời ơi, ủa vậy là sao? Ủa là sao? Trời ủa, trời ơi, hư điện thoại ta. Tôi đền cái khác, mệt quá à. Dạ, sao chị? Ủa là sao? Trời ơi, đạo diễn lấy xe, lấy hết rồi là sao? Rồi, mà điện thoại ỏi e có nghĩa là nó lấy xe, nó lấy luôn điện thoại, nó đi mất gạt rồi. Rồi, bị gạt rồi. Mà cái nhà cha nó ở đâu? Đâu biết đâu. Trời ơi, không biết. Không biết hả? Thì đâu biết đâu là ổng đem tới, ổng giới thiệu, ổng đưa cái cassette ra, ổng là đạo diễn. Rồi ổng đưa một số cái video clip, ổng đưa cho coi. Thì thấy là toàn mà nổi tiếng ở trong không à. Trời ơi chị, trên mạng video clip có đầy luôn. Ổng đào về cái ổng để tên ổng vô là rồi. Cái mạng là gì, ai biết mạng là gì? Trời ơi, trời ơi. Mạng nào vậy, mạng nào mà nó gan quá vậy, nó ra là mạng nào mà đào xuống vậy? Ờ, bây giờ sao? Anh đưa nó cho tiền chưa? Đưa rồi. Nhiều. 5.000 đô. Trời ơi. Rồi, nó đi luôn rồi, không biết nhà cửa nó đâu hết phải không? Trời ơi, chết rồi. Chị thì bỏ vụ xuống hết đấy. Tiền của em sao? Hả? Tiền tụi em sao? Chị muốn sao nè? Ai vậy cho tôi tin? Bây giờ, tôi nói cho em nghe. Dạ. Tiền mất, tật mang. Dạ. Bây giờ mình phải trở lại chính mình. Dạ. Phải không? Dạ. Chứ mình nghe nó lường gạt, nói ngọt, nói bùi gì đó. Rồi nó lấy hết của mình nó đi. Dạ. Bây giờ là sáng mắt ra chưa? Dạ rồi. Bây giờ ý sao nói vậy nè, con người đừng có mong là đem tiền bạc ra mua cái này, mua cái kia, dạ, tham danh vọng, không được đâu. Không được cái gì đâu. Phải trở lại là chính mình. Đúng vậy. Thì thôi mới hiền hòa được. Dạ. Mới hòa nhập với mọi người được. Dạ. Hiểu không? Hiểu, con sẽ trở lại chính mình. Nhưng mà cô cũng phải hứa với con, cô cũng trở lại chính cô. Trở. Vậy mới là bà đó. Vậy mới là tôi nè. Phải trở lại chính mình. Mày cũng vậy. Quý vị khán giả thân mến, hãy cười lên để xua tan những băn giá, những đau khổ của cuộc đời. Quý vị ơi, nụ cười không làm chúng ta hao mòn tâm trí đâu, mà trái lại còn giúp chúng ta thêm hưng phấn để làm tốt công việc của mình nữa. Và chắc chắn quý vị hãy cùng cười với Lê Khánh và Đình Toàn trong chương trình Danh Hài Đất Việt. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đã hết rồi. Lê Khánh và Đình Toàn xin được tạm biệt quý vị. Trời, mới có thời gian ngắn không đi uống cà phê thôi, bây giờ mọc lên thêm quán nữa. Uống quán nào ta?
quán này đi, quán này quen uống. Ủa sao qua bộ bà Tám này bà sang quán rồi sao mà quán này lạ quá rồi đó. Chà, quán này mới dữ ha. Bà này chắc làm ăn lỗ lã rồi bữa sang rồi. Chủ quán. Hi. Chủ quán gì đẹp dữ. Hello. Hello. Hi. Ba. Hi. Ba. Hello. Hỏi bà là em bà Tám không? No. I am Tám no. Gì? I'm Tám no. Không hiểu. Tám nổ bà ơi bà. Tiếng Anh không có cho để giấu. Nói tiếng Anh gì giống kêu chó. No, no. Trời. Vô duyên quá. Về anh lắm. Lên Sài Gòn về đẹp vậy. Em lên Sài Gòn em nói thiệt với anh á, em lên chợ mới nứt con mắt em ra. Dạ. Biết bao nhiêu chuyện hay, biết bao nhiêu chuyện đẹp anh. Ồ. Như cái quán này nè, em đi lên chợ em thấy người ta bán quán cà phê, người ta để mấy cái ghế gỗ, bàn gỗ, em nói trời ơi nó đẹp quá. Ủa về bà làm á hả? Em về em làm liền, em mượn tiền em làm liền anh. Hay quá. Chứ ở đó anh nhớ không, quán em sặc sệ giống như vậy nè. Anh thấy không? Mà ác nghiệt anh ơi. Sao? Phong thủy. Thủy sao? Từ khi em sửa cái quán xong không bán được một người khách nào luôn anh. Gì đó? Ế, tôi nói thiệt, ế mà ế. Không, mình buôn bán mình không được nói chữ ế. Đúng rồi. Nó nói gì? Nó lạnh. Nó lạnh tanh luôn anh. Tôi nói bà nghe nè, bà Mười không đóng như vậy đó. Hồi đó vậy? Buôn bán nó sập sệ đó, bán ngoài đường vậy đó. Mà bán đắt dữ lắm luôn. Tự nhiên bây giờ đó là cái quán bà sửa sang lại làm cho đẹp lên á. Rồi bán ế nhẹ à. Bởi em nói mấy cái này không có tin không có được. Mình phải coi ngày coi giờ mình cúng kiến xong rồi mình mới có thể mình sửa được, anh hiểu không? Nhưng mà anh ơi em vẫn còn vui. Sao? Tại vì cái quán em á, thí dụ mà mình sửa xong rồi nó bị sai phong thủy em ế không nói. Còn quỷ này nè anh, quỷ quán đối diện nè anh. Nó để quán nó từ đó tới giờ luôn, nó chơi phong thủy với em. Quán nó cũng phải nhẹ anh thấy không? Quán nó ế nhệ luôn, ế từ xưa đến nay luôn, nó đấu đâu có lại em. Vậy hả? Ờ. Ủa mà bà bán quán là nhiều chuyện. Cà phê đâu? Ủa uống cà phê hả? Không lẽ lại đi ngồi chơi? Chờ em uống cà phê. Bữa nay em pha cà phê công thức mới luôn. Công nghệ mới là sao? Công nghệ mới ở trên Sài Gòn. Cà phê Sài Gòn? Dạ. Chà đã nha. Chờ em nha. Lâu lắm rồi không có lên Sài Gòn. Giờ đây về ở đây có cà phê Sài Gòn cũng đã luôn à. Chứ sao anh, trời ơi mình phải học hỏi cái mới chứ. Ông hút không? Thôi khỏi bà ơi. Thôi kệ đi, cho ông hút vô chỗ đẹp. Công nghệ Sài Gòn đó hả? Công nghệ Sài Gòn của em á. Lâu lắm rồi tôi không lên Sài Gòn. Tôi vừa kỳ đầu tôi lên Sài Gòn tôi uống liền cà phê nó ngon gì đâu á. Ta tim nó ép luôn á. Sao vậy? Nó mạnh quá đó. Đúng rồi anh. Ngon lắm. Uống thử coi em pha ngon không mà sao ế vậy? Ngon chắc chắn vào cái màu thấy ngon. Đó chưa nhìn đậm đặc liền. Gì vậy? Năm. Cà phê gì đắng dữ. Khùng ba. Đắng ghét hả? Đắng gì đó. Bà coi coi. Nè, bà uống thử đi. Uống ngọt chi tiểu đường. Bà uống thử đi. Không phải là bỏ đường rồi. Sao đắng như vậy? Bà uống thử bà làm thử biết không? Trời đất ơi, bà quên bỏ đường hay gì đó, đắng lắm. Cái nội này tôi bỏ đường rõ ràng à. Trời ơi. Bỏ lộn ly kia. Kêu con ly rồi bà bỏ lộn ly kia, ngon thiệt á. Tôi bỏ lộn ly hồi sáng á, sáng tôi uống tự uống rồi bỏ lộn. Rồi đó, rồi nè, tôi bỏ rồi đó, anh uống thử coi. Rồi chưa? Bỏ rồi. Ý. Cái gì vậy? Đắng ghét bà ơi. Bỏ rồi. Bỏ đầu đi đâu sao thấy đường gì đâu. Chưa có tan, tôi bỏ vô anh quậy lên mà. Đường tinh luyện mà nó lâu tan. Tinh luyện cái gì? Bà mua ba cái đường cát mà để vô mà có hai bà hộp thì sao đẩy được. Anh đắng ghét à. Cười quá à. Bỏ đường rồi uống chi ngọt rồi tốn tiền thuốc. Thôi, bỏ đi tôi uống đâu. Ê, mệt. Cà phê gì kỳ quá luôn. Đây, nè, lấy đường cho. Bán quán cà phê gì mà kẹo hà tiện quá luôn. Ê nè, tôi cấm anh nói cái chữ kia nha. Gì? Không có nói kẹo kéo gì ở đây trơn trời đó. Trong quán cà phê gì cấm ta đủ thứ hết trơn hả? Ừ. Ê cũng cấm rồi, cũng cấm hết trơn. Đó nè.
Ăn vọng gì ăn vọng hết đi. Trời, quán cà phê ăn vọng. Chủ quán cà phê nói chuyện kỳ á. Uống cà phê hay ăn chè vậy ông nội? Tôi uống ngọt quen rồi. Trời đất ơi, thiệt tình. Dẹp đi. Vậy đó mới là vừa uống chứ. Tự nhiên là đưa đem ly cà phê đắng ngắt làm ai uống được. Uống đi cho tiểu đường với bà. Gì vậy? Cà phê gì mặn dữ. Chết cha, lấy lộn cái hũ bột nêm. Trời, ủa bột nêm để ngồi về và nấu canh mà quên bỏ lỡ. Bột nêm bà cho tôi cái kiểu này, trời ơi, cái đầu óc, cái đầu tôi còn cái gì não tôi nữa. Sao bột đi. Nêm mình cũng ăn vô mà ăn vô mà đâu có ăn dữ vậy, ba muỗng bà thấy không? Cái đầu nấu 10 lên nấu canh luôn chưa thấm nữa. Thôi uống trà vô đi. Hùng ra chữa lửa. Ba buôn bán về chứ ế phải rồi. Nè, ế nữa. Anh nói ế luôn, tôi quýnh lên luôn tên ông. Tôi nói là cấm nói cái chữ đó nha. Lạnh lẽo, lạnh lẽo. Ừ, lạnh lẽo. Mà lạnh thiệt luôn anh ơi. Nói nghe. Gì? Quên nữa. Sao? Quán bà vắng quá, lạnh lẽo quá. Ờ. Bà có số điện thoại cho Sáu không? Gì vậy? Lâu quá rồi tôi không gặp giả làm gì ra trốn tôi hay sao á. Hay là cái bệnh như nằm bệnh viện. Trời ơi. Ủa ông với ông có thân nhau không vậy? Thân ai để lo. Hèn gì trù người ta thấy thương luôn à. Trù gì? Tự nhiên nói người ta nằm bệnh viện. Lo lắng thôi, trong lòng lo lắng thôi, bạn bè thân thích với nhau. Kêu cha lại uống cà phê, cho có tụ rồi nói chơi chứ, để quán gì kỳ. Anh mới nói cái gì? Kêu anh Sáu làm cái gì? Uống cà phê. Năm. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người khách hàng rất có đạo đức. Anh thấy quán em ế, à không, quán em vắng, à vắng. Không. Quán em lạnh, lạnh cho nên là anh kêu đồng bọn anh tới uống cà phê giúp em đúng không anh? Ừ. Ừ, để em gọi cho, khỏi cần phiền anh nha. Để em gọi. Ủa, có điện thoại bà, số không, 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 không. Đã, anh đã kêu đồng bọn tới rồi thì mắc mới gì tốn tiền vậy anh nữa, để em. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Kêu cho lại đó, tôi ngồi đây nha. Dạ. Alo. Anh Sáu, anh Sáu. Ủa. Ủa không phải. Ba con đâu con? Ba đi làm hả? Ờ, để quên điện thoại nhà con. Ờ, rồi ba con đi đâu con biết không? Cái gì? Hả? Thiệt không? Trời ơi. Trời ơi. Không. Không thể nào. Tám, tôi ghi đâu là có đó. Trời ơi, Tám. Anh Tám ơi. Ơi, Tám ơi, Tám. Tôi ghi đâu là có đó. Tám ơi. Đánh ra. Đau khổ. Lợi dụng rồi hả? Lợi dụng gì? Tám gì bỏ mơ người ta. Bà có gì đâu lợi dụng. Trời ơi. Anh Tám. Sao? Ông Sáu. Chết rồi. Đây bị bà. Trời ơi. Ông Sáu. Sao? Đồng à. Chưa nói nghe. Rồi ơi, cãi tôi không? Tôi nói bị trốn tôi mà. Tôi không tin luôn. Không bao giờ tôi tin được hết trơn. Trời ơi, tại sao có chuyện này xảy ra? Bạn bè mà giấu với nhau làm gì? Trời đúng ơi. Không? Thì không thể ngờ. Tôi không ngờ thằng Sáu bây giờ đó là đại gia. Ê chị Tư, chị Tư. Ai hả? Đây nè em nè. Ai kêu tôi hả? Đây nè, chị đi đâu vậy? Ai hỏi tôi hôm nay đi đâu? Tôi nói rằng tôi đi văn câu. Tôi đi văn câu, tôi thấy gió đó rồi. Nó gió ào ào, gió ào ào, gió ào ào. Trời ơi bão táp mưa sa. Gì vậy trời? Hả? Bão táp mưa sa cái thắng luôn vậy hả? Là tại vì
Tao ơi nghe. Sao không hát nữa đi? Không có rượu uống, không có vô ca nổi. Trời ơi. Khi nào có rượu vô là tao quất hơi 8 bài. Đâu ngày tao gặp tao hỏi han, tao đứng hát không ê, à. Ê, ê, tao gặp mày tao mừng quá. Vụ gì? Mấy bữa rày mày đi đâu mất tiêu mà tao kiếm mày quá trời luôn. Công chuyện đăng đăng đê đê, không có thời gian gặp chiến hữu đâu. Tao nói thiệt cho mày, tao nói thiệt tao hận mày lắm. Gì hận tôi trời? Nhậu quá thì bu nhau vậy chặt đứt cái bàn đặng nhậu. Tao trả tiền chết cha tao luôn à. Tới chừng tao bệnh nằm xuống không ai hỏi han một câu để an ủi tao nữa, mày thấy tao buồn không? Tao phải buồn chứ. Thông cảm cho tôi đi, trời ơi dạo này công chuyện tôi nhiều dữ lắm. Bà làm gì công chuyện? Tôi nói thiệt với bà đừng có trách tôi, khi nào bà chết mà tôi không tới tôi đốt nhang thì bà trách tôi được. Ê ê, mày có tin cái mỏ mày phù ra không, mày tin không? Mày tin không? Chắc mày nói tao già quánh không lợi mày phải không? Mày thử không? Không phải, không phải. Mày nghĩ sao mà tao bệnh mày không thăm mà mày nói là đợi tao chết rồi mày mới đợi ai mũi mà đợi lúc tao chết. Ý là thông cảm, đây là công việc tôi nhiều lắm nha. Nhưng mày biết không, tao nặng nề lắm chứ không phải giỡn đâu mày. Bà bệnh gì? Thôi giờ hỏi thăm nào, giờ bà bệnh gì? Bệnh cũng thường thường thôi, bác sĩ nói tao ở trong này nó có ghẻ. Trong nào? Ở trong cái phổi tao nó có ghẻ. Phổi có ghẻ? Rồi hứa sao gãi? Sao tao quên hỏi ổng mà. Bị cái gì trong phổi bà? Cái gì đâu ông biết, ông nói trong đó nó lỡ ra. Ai mà biết cái gì? Hỏi đâu bà ơi, bao tử. Bao tử đúng rồi. Bao tử mà bị lỡ là lét bao tử mà nó lỡ luôn à. Sao sao nó lét lỡ cũng thứ đó cho mấy nữa. Mày đặt cái sữa lưng tôi rồi nữa. Rồi sao bây giờ khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi đúng không? Đúng rồi. Bỏ nhậu chưa? Không. Bây giờ tao nói mày nghe, bỏ rồi bỏ không nổi đâu, từ từ rồi bỏ. Bây giờ tao đề nghị với mày đó, mai mốt mà từng bắt đầu vô cuộc nhậu đó, mình cứ ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống. Nó nói nghe nè. Ủa nhậu hay đi học thêm? Có 2, 4, 6, 3, 5, 7 nữa hả? Không phải, bởi vì mình nghỉ một bữa đặng lấy hơi lợi, rồi bắt đầu mai mình nhậu tiếp nữa. Rồi. Nhậu siết quá tao làm nổi. Bây giờ nhậu là nhậu một mình đi chứ giờ tôi kẹt công chuyện dữ lắm. Dạo này tôi kẹt công chuyện lắm. Gì dữ vậy mày? Công chuyện trong này. Trời trong ơi. Công chuyện gì không biết nữa. Trong cái ai biết này nè. Ai biết là gì? Bà không hiểu đâu, cái le xe ô tôi biết, cái gói gọn rồi đây hả? Cái le dồ của bà thấp lắm. Bà nói tôi nói bà không hiểu, cái le dồ tôi giờ nó cao vậy rồi nghe. Thế là tức là tao thấp, còn cái lê dồ mày là cao. Đúng rồi. Nhưng mà tao quýnh vô mặt mày cũng còn được nữa. Mày thấy ông Dư sức đánh nè. Thôi lớn chưa? Mà sung quá rồi. Thôi bữa nào gặp đi nói chuyện nha. Tôi có công chuyện tôi đi nha. Ê, lại mày tới nè. Lúc này bận quá ha. Bận lắm, bận. Bạn có việc làm ăn rồi hả? Đâu có. Không có bạn với bà này mà công chuyện của tôi bận. Ôi, biết rồi, này bận lắm. Bận lắm. Đại gia. Hả? Đại gia đó. Đại gia, cái gì mà đại gia? Đây nè, bà coi nè, tướng tá bây giờ. Bánh đau không? Ôi trời ơi, đang bắt kiến nữa, nãy giờ tôi quên giờ. Bắt kiến nữa nè, bắt kiến. Ê, bắt kiến chọt cái đuôi mắt nãy sao trời? Ủa sao bắt kiến gì vậy? Trời ơi, vậy thôi đeo làm chi? Để chơi vậy thôi à. À, cho biết mình đại gia, nói vậy thôi. Đang gì cái bụng nó bự quá. Cao quá, thành ra nửa tháng này không gặp anh em. Không, công chuyện bận quá, thì cũng có dư chút đỉnh nè. Vậy sao? Vậy hả? Mày cho tao mượn, tao nên đi bác sĩ à. Bà hết bệnh rồi đi bác sĩ gì mệt nữa. Mệt bà quá luôn bà. Nó nghe nè. Dù gì? Ở đời sông có khúc, người có lúc. Rồi. Lúc này tôi khổ lắm. Mà mùa mưa sắp tới nhà tôi bị dột. Đó. Thôi mày ơi. Tao đau đây, tao mượn tôi còn chết đi. Mượn tiền đó nó còn cho nó ở đó. Mình mượn cất nhà. Mình kia đi, để người ta nói chuyện. Người lớn nói chuyện, nít được cái nhỏ. Ta bạn bè chi kỷ, chi cốt mà. Dạ. Hột muối còn cắn đôi mà. À. Nhưng mà hột đường đừng có ăn hết nha không? Nữa, cứ móc hồng tôi hoài à. Có. Ông giúp cho tôi mượn 20 triệu thôi để tôi sửa lại cái nhà tôi. Cái gì? 20 triệu. Anh Sơn ơi. Anh Sơn. Thắng lại. Anh Sơn. Đứng đây là bà nội. Bà lố quá. Anh Sơn. Cái gì vậy trời? Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi, vợ tôi thấy nó nghe đại gia cái nó ôm xiết kìa. Anh Sơn ơi. Chị bây giờ chỉ có một mình anh có thể giúp được cuộc đời em thôi anh sao? Cái gì vậy? Sao tự nhiên gấp rài cái xóm mình nghèo khó tập thể vậy trời? Anh sao ơi, xin cúi đầu chờ ân huệ. Thôi! Ân huệ gì? Bây giờ em nghèo lắm anh ơi. Em lên trên Sài Gòn mượn tiền người ta về em sang sửa cái quán em mà bây giờ á bán không được. Trời ơi, bây giờ người ta đòi thôi em. Mày ơi, mày xạo chưa, mày nghèo mà mày đẹp.
Con tao nè già mượn nó còn cho đâu đó mày. Nè bà già, bộ này không có quyền đẹp hả bà nội? Khoan. Cho tôi nói cái. Hồi nãy ông bạn tôi nói là xong có lúc người có khúc. Đúng rồi. Sao cái khúc này sớm mình nghèo tập thể vậy? Thì tại nghèo mà. Bây giờ tôi nói thẳng vậy luôn á. Khá thì thật sự là cũng có khá. Đó, thấy không? Tao mừng. Tiền thì không có cho mượn được. Ủa sao vậy? Tại sao? Không có tiền. Tao. Dạ. Tao. Cái gì mà chửi tôi quậy vậy trời? Chủ nông trại bà không có tiền hả? Thì chủ nông trại. Ủa? Ông biết vụ nông trại hả? Đừng có giấu tôi. Thấy chưa? Trời đất ơi. Tôi nào biết á. Nông trại là nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, đồng bách, là nuôi con cù nữa đó. Đúng rồi. Nè. Con kiều nữa hả? Đúng rồi. Con cù bà nội. Con cù là con gì? Tao đâu biết hồi đó, giờ đâu thấy. Con cù đó có lòng quăng á. Vậy làm chó chứ rồi sao con cù? Thôi bỏ bà ơi. Không phải chứ gì? Chị bà mệt cái bệnh. Bây giờ khoan nào, giải quyết cái chuyện này xong đã. Bạn tôi biết tôi có nông trại. Vậy là hôm bữa ai qua nhà tôi thu hoạch cà chua, thu hoạch lúa với lại ăn cắp ba cái thịt heo. Ông phải không? Mày nghe, tôi mới biết cái thầy đi nghe. Bà trong ai đó. Ê, tao chưa biết cái vụ nông trại, mày biết là mày qua mày lấy dài lấy. Bây giờ cái chuyện mà nông trại là, tôi có nông trại đó. Thì đó có nông trại tôi còn nghe nói á. Bởi vậy tao anh giàu lắm, anh sẽ cho tao đứng gần này, ông chủ nông trại coi. Không có tiền. Tao. Trời. Ê, tao quên cái chữ cuối rồi mày. Chửi mà còn có vuốt đuôi nữa. Cái đó nó ngân lên chút vậy thôi. Không có tiền thiệt. Bây không có tiền sao mở nông trại? Không có tiền sao mở nông trại? Cái gì vậy trời? Mày làm gì á? Mày trồn quá tới đầu tao dữ vậy? Tại vì bà thấp quá tôi. Đây. Muốn coi nông trại phải không? Bây giờ nè, tôi nói thẳng anh luôn nha. Anh cho tôi mượn tiền không? Tiền đâu mà cho? Bây giờ không cho phải không? Giặt mặt luôn, tôi nghe nói rõ ràng. Nói đi, nói bà đây. Anh nè, anh có một vườn nho đúng không? Trời ơi, có nho. Một vườn nho sắp bán cho Pháp làm rượu nho nè. Trời ơi, ha, mở rồi tiệm vậy rượu mà không có tiền. Chưa, còn có một vườn gì à? Mắc ca tôi nghe nói là bán mắc lắm, một ký nó đâu là mấy chục ngàn đô lận. Trời ơi, sao cái mắc ca là nó sẽ tay lên nó cầm mắc nai nữa. Nai gì bà nội? Mắc nai bán mắc lắm. Mắc nai là cái gì? Mắc nai ơi, xin đừng đi nha em. Bà nhỏ đó, khùng dễ trị đó. Cái già có đây khùng khó trị nghe. Vậy hả? Không có già chỉ có điên thôi chứ không có khùng. Khùng là mấy nhỏ đó hay khùng, chứ già thì chỉ có điên thôi chứ hay quên. Nè, điên khùng để sao? Bây giờ tính cái chuyện này trước. Bây giờ mày không có để nhớ nữa. Nông trại đi. Nè, nông trại đúng không? Bây giờ không cho mượn tiền mà cho nghĩa qua cái nông trại thôi. Dắt đi, dắt đi coi, dắt đi coi. Được rồi. Cho anh em mừng thôi. Rồi, cho anh em mừng. Rồi, đây. Đi. Không đi đâu, đứng đây. Mở cái này ra là có liền. Dạ có rồi. Ở không có chết, tưởng đâu ai giật đồ không hả trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Bà cha con mày làm gì vậy? Cái gì vậy? Để cho bà ăn sắp chết rồi. Cho bò ăn cái gì? Bởi vì bà nói bây giờ. Chưa rồi, trời ơi. Vậy là ba mày có bò mà giờ mày cho bò ăn hả? Con có cừu không? Có. Có con cừu. Có luôn nữa. Con. Có trong cái đồng bắp không? Có luôn. Có luôn thấy chưa? Giấu hả? Quá trời hả? Đó. Bởi vậy ta nói nó trồng mấy cái này nó ăn với lợn sữa bò rồi nó uống đó. Cho nên cái mặt nó bự, thiệt là bự luôn á, mày thấy không? Trời ơi, đã nói rồi. Một mình hai cha con mình thì giờ xài chung một cái nông trại thôi. Cái gì đâu mà cha một nông trại rồi con một nông trại mới xài chung. Còn giàu dữ nữa, trời ơi. Hai nông trại luôn. Thằng nhỏ bị lớn gì mà đã là chủ một trang trại rồi. Ủa mà sau này nó có nông trại mà sao nó ốm quá ha. Ê con, sao? Nông trại của con ở đâu? Mở ra cho cô đi. Cái gì? Bò chưa có sữa hả con? Cái le dồ nó thấp chủng mà nó khoái chơi lắm. Cho mấy nè. Là sao? Đâu con mở coi. Đâu, cái gì vậy? Mình truyền hình trực tiếp luôn đúng không? Mày đứng ra tao coi chút coi. Cái gì vậy? Sao tao coi được? Đó, đây là bò của con nè. Trời ơi, đẹp, trời ơi, dữ quá. Có trời của con nè. Ủa, là game mà. Game. Cái gì vậy? Chứ cái gì vậy? Ủa, không có nông trại thiệt không ngoại hả? Ở đâu mà ra? Ủa ông có vườn nho hả? Thằng này nói. Ở đâu mà ra? Thằng này nói. Thằng nói là trong game đó ông nội. Trong game á? Trời ơi trời. Ruộng vườn không nó làm, bày đặt nó lên nông trại. Nông trại gì mà không có thấy trong cái máy game mà trên nông trại. Thôi đi ông ơi. Thôi.
mai mốt đừng rủ tôi nhậu nghe. Tôi không có tiền bao nữa đâu nghe. Trời ơi trời, đại gia tôi mới đại gia thiệt, là đại gia trong game. Trời ơi trời, bỏ vậy xạo xạo lắm. Trời ơi trời, nghĩ làm sao nông trại ảo mà cũng bà già. Trời ơi trời. Quay trở lại phần ca nhạc ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị hãy cùng thả hồn mình và lắng động với những làn điệu dân ca. Quý vị thân mến, có chừng té. Không có, anh chèo thuyền đó. Rồi ơi, anh chèo quá, anh bỏ em xa đó. Ờ vậy thôi để anh chèo vô. Trở lại với em chèo đi vô. Thôi anh nhảy xuống bơi luôn cho rồi đi. Rồi anh lên bờ. Quý vị thân mến, trong lúc Đình Toàn đang bơi thì Lê Khánh xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm dân ca ba miền. Bài hát này sẽ giúp chúng ta trở lại với những giai điệu quê hương trữ tình lãng mạn. Xin mời quý vị cùng đến với liên khúc dân ca ba miền qua phần biểu diễn của ca sĩ Lý Hải cùng với vũ đoàn Việt Hải. Thật to người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hồ trắng tròn, em đi xem hồ trắng tròn, áo quần hải gấm bành bao, nhìn lên trên trời ông trăng soi lên bóng em nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à. Sông Hương đường qua quý gia chờ đông ba ngư bình, thăm lăng di tích thăm thiên mù, tóc thề trong vai nghiêng ngóng qua trang tiền, đêm trăng buồn trên bờn vẫn lâu, ngâm câu mái đầy dòng mãi nghe thảm sầu, bên đi bên nở ai mong chờ xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ, bên đi bên nở ai mong chờ xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thắm thắm, thập thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, hầu giang người em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi cánh sang sông, áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi người thương ơi.
đời em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về sớm căn hôm nay khai điều năm thôn, đàn em trao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về bến Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo kế chiếc phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi cách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương người em vẫn đợi chờ. Hầu Giang người nước xuôi xuôi một dòng dấu qua đây một lần, nói sao cho vừa thương. Hầu Giang người nước xuôi xuôi một dòng dấu qua đây một lần, nói sao cho vừa thương. Thưa quý vị, trong cuộc sống ai cũng có những hoài bão để cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không phải ai cũng dễ dàng biến ước mơ thành sự thật. Chính vì vậy, chúng ta đừng bao giờ làm những điều gì mà chúng ta không muốn hay điều đó không phải là chính mình, quý vị nhé. Chính xác, quý vị phải nhớ là xe còn phải là chính chủ mà. Cho nên chúng ta hãy là chính mình, đúng không anh? Chính xác, hãy là chính mình để cuộc sống thêm ý nghĩa và vui tươi hơn. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Hãy là chính mình, tác giả Võ Lê Văn Tùng, để chúng ta thấy được rằng thực tế không thể nào tồn tại nếu chúng ta cứ cố tìm hiểu, cố tìm kiếm những điều nằm ngoài tầm tay của chúng ta, quý vị nhé. Quý vị và các bạn trong chương trình Danh hài đất Việt. Anh Đình Toàn ơi, đại theo anh là nghĩa gì? Là lớn. Cũng có lý ha. Vậy gia là nghĩa gì? Là cái nhà. Vậy đại gia là cái gì? Đại gia là cái nhà lớn hả anh? Cái này thì chưa chắc. Bởi vì anh Toàn và Toàn nghĩ là Toàn cũng như quý vị khán giả đều biết, đại gia là chúng ta cái từ thường gọi những người giàu có, sang trọng, xài sang, đi siêu xe, và cũng có thể là họ có một cái nhà lớn. Ồ, vậy đại gia là ông chủ nhỏ thì đúng hơn, đúng không anh? Ông chủ gì? Ông chủ nhỏ hay là ông chủ giàu có gì đó? Chủ nhỏ hay chủ lớn tùy theo mức độ kinh doanh, nhưng mà chính xác là đại gia là người giàu có là đúng rồi. Trừ những đại gia dởm, tức là những người chuyên môn nổ hoặc là để lấy le thôi. Đúng rồi, Khánh biết là có những người là không có thực sự giàu có, nhưng là muốn mọi người ngưỡng mộ. Bởi vì sao? Được gọi là đại gia thì thường đi kèm với những cô gái chân dài. Ta nói chân dài lắm nha, chân dài tới rúng luôn đó anh ơi. Nên người ta thích được gọi là đại gia lắm. Mà nếu là đại gia thiệt thì rất ít người nào phô trương, phải không anh? Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Đại gia dởm của Nam Long, với sự thể hiện của các nghệ sĩ Thúy Nga, Tiến Luật, Lê Hoàng và Hà Thủ Ô. Và Hà Linh, thưa quý vị. Ánh thần ơi, tao nói cái xe nó đẹp mà nó trắng muốt luôn. Trời ơi trời, xe ai vậy trời ơi, nó đẹp kìa. Trời ơi chú cha, trời đất ơi, cái nước sơn nó trắng muốt hà. Ôi cái này mà chạy thì sướng phải biết luôn á nghe. Trời 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 ơi, có kiến kìa. Kiến mà dán cái gì mà tối thui ở trong đó vậy ta? Chà, đồ hiện đại mà sao ai đậu đây, không thấy chủ đâu hết vậy. Ôi! Vậy? Quay! 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 Dạ? Làm gì? Dạ? Không làm gì? Rồi ai biết xe này của ai không? Của ai? Ông bước đây! Ông bước đây! Ông bước đây! Trời ơi! Xe của người ta để đó thì ông làm ơn ông đừng có đứng gần nó. Cái hơi của ông nó áp vô cái xe. Nó hư cái xe của tôi sao? Xe xịn. Xe xịn? Đứng gần cái hơi áp vô hư xe. Đúng rồi!
cái hơi nông dân ông nó ập vô chiếc xe của tôi sẽ làm chiếc xe tôi nó bị lú mờ đi, ông hiểu không? Mất cái giá trị của chiếc xe đó. Trời ơi trời ơi, cậu ở đâu xuống vậy tự nhiên cậu nói tôi nông dân làm hư xe cậu? Tướng ông không nông dân làm gì? Tôi là nông dân nhưng mà tôi thấy cái xe đẹp rồi tôi tính là sợ cái lấy hơi coi có hiệu gì để sướng không? Sướng lắm vậy có hả? Tiền mới mua được. À. Dân nghèo nghèo là không có rớt được chiếc xe này. Hiểu không? Thôi giờ như vậy, giờ ông giúp cho tôi chuyện này được không? Chuyện gì? Thì tôi thấy ông cũng khoái chiếc xe tôi à. Đúng không? Thì mấy giờ ông giữ giùm chiếc xe tôi một chút. Tôi đi giữ xe hả? Gán giữ xe đi. Rác ra tôi trả tiền công cho ông giữ xe tôi. Hiểu không? Bảo đảm tôi cho ông tiền nhiêu đó tiền thôi là ông đem về ông có tiền ông cho vợ con ông nè rồi cho cháu chắc ông nè đủ xài không cần làm mướn luôn. Trời ơi trời, giữ xe thôi mà cho tiền tôi nuôi vợ nuôi cháu tôi luôn hả? Được rồi chứ tiếng cái tướng của ông thì cốt ngày chừng mấy chục ngàn tôi cho ông chừng 500 ngàn là ông khoái liền. Trời ơi trời ơi trời ơi, đừng có chút xíu à, được 500 ngàn có tiền cho vợ ăn bánh. Trời, dân giàu có nó phóng khoáng lắm. Thôi vậy tôi đi tìm nhà người quen à. Nhớ giữ xe cho kỹ nha. Rồi. Đừng để bị gì nha. Yên tâm đi, tôi ngồi đây nè, nó bình trà rồi tôi ngồi đây nè. Ngồi em phải không? Ừ. Ở đây nha. Nhà trời lá. Coi bộ nghèo dữ à. Xây giờ mới xe nha, đừng để chạy hư vậy nha. Yên tâm đi, cuốn đất ở đây mà. Ừ. Coi giùm cho. Ơi. Giàu thấy cũng có giàu đó, đi xe hơi là biết giàu rồi đó. Mà ăn nói chuyện gì đâu không lọt lỗ tai miếng nào à. Ơi, đúng là trẻ người non dạ. Mắt nhìn đời không có à. Chà. Thôi tranh thủ làm chút nữa nghỉ. Trời ơi tôi muốn trúng cục đá. Không có lưỡi cuốc văng đâu mất tiêu rồi trời. Trời ơi. Chạy thiệt coi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thôi, sao xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ai? Tìm được người quen rồi. Ờ. Coi như là biết sơ sơ rồi. Chỉ là bây giờ đi đến cái chỗ đó thôi. Mà đi chỗ đó hơi xa. Bây giờ là mình phải chạy xe thẳng vô đó. Thì hồi nãy cậu đi. À, cậu nhờ tôi coi xe. Rồi. Cái tôi coi xe giùm cậu. Đó, mà cái xe giờ nó còn nguyên à. Đúng rồi, nó thấy mà. Rồi xong rồi tôi nói nó có sách, mắt có chứng. Đang cuốc vậy nè. Gãy lưỡi cuốc à. Gãy hả? Không sao. Yên tâm. Lát nữa tôi cho ông 500 ngàn. Ông mua được lưỡi cuốc mới. Không gì hết. Vậy là nha. Không có gì xảy ra hết. Không gì xảy ra hết nha. Không sao. À. Trời ơi, đúng là dân có tiền nói chuyện. Lát cái đứa 500 nữa mất đi. Cảm ơn nha. Trời ơi. Ôm nhấp cái gì? Ủa đâu có sình lầy đâu sao ông té vậy? Gì vậy? Con Nguyên. Mà sao nó bị kỳ vậy? Sình giang. Thấy sình rồi. Nhưng mà có cái gì chẹt. Chẹt. Cái chẹt á hả? Ừ. Cái lưỡi cuốc á. Trời ơi ông ơi. Cái thằng nào con nào nó làm cái lưỡi cuốc nó vậy hả? Hồi nãy Thằng nào con nào? Hồi nãy cậu nói không sao rồi mà. Không sao là cái vụ cái lưỡi cuốc của ông. Cái lưỡi cuốc ông có mẻ con hư. Tôi cho ông 500 ngàn. Tại vì ông giữ giùm cái xe tôi cho ông mua cái lưỡi cuốc mới. À. Mà cái lưỡi cuốc đó nếu cuốc cho một đá nè. Gãy lưỡi cuốc. Không thấy cái lưỡi văng đâu. Nhìn qua thấy cái lưỡi dính vô trong cái xe. Giật mình.
sợ không chết luôn. Mà tự nhiên anh nói không sao, tôi mừng gần chết, tôi sợ làm tổn hao tài sản của anh. Nín, cho biết ông biết cái xe này tôi muốn bao nhiêu tiền không biết không? Biết mà, biết xe mắc. Bây giờ cái xe nó như vậy nó chạy hết rồi, bây giờ làm sao đây hả? Nãy nói không sao rồi, nhỏ nhỏ tiếng thôi. Không có sao, không có sao là cái chuyện, cái chuyện cái cuốn của ông. Còn cái xe tôi bắt đầu nó có sao rồi đó. Trời ơi, cái tướng ông này, cái tướng làm mướn, cái tướng làm thuê, cái tướng cù lần, cái tướng cuốc đất. Làm sao có tiền để đền chiếc xe của tôi? Tôi nói thiệt của ông ấy nha, cái nhà tranh vách lá của ông ấy không bán đi cũng không đủ tiền làm cho cái xe tôi nó đẹp mà nó ngay lại. Cái này là cái tôi, bộ tôi... đồ của ông ấy nha, nó thấy gớm, nó nhào, nó nát, nó nhăn, không ai ủi hết. Lấy để lau chiếc xe tôi biết tôi chịu chưa nữa. Đây gì? Tỉnh đi. Đi cái gì? Bình tĩnh. À? Cái này không bán. Tại sao không? Cái này không phải để lau xe. Mà tôi nói cho ông biết, để bán hay để lau xe thì tôi cũng không chịu hết. Đền, tôi đền. Đền, lấy cái gì mà đền? Lấy cái gì mà đền? Thì cái xe hư mình lấy tiền mình đền. Tiền đâu mà đền? Tiền, tướng ông vậy, tiền đâu mà đền? Đứng tiền đâu? Đây nè. Tiền đâu? Tiền đâu? Rồi, bình tĩnh. Đền. À, bây giờ như vậy ha. Dạ sao? Cái xe này sửa nhiều. 30 triệu cũng không đủ. Có 30 triệu thôi. Ừ. Dễ ẹt ha. Trời ơi, hết hồn hết vía. Tôi tưởng đâu là chắc 30 tỷ. 30 triệu dễ ẹt. Đây đứng đây đợi chút xíu. Đây chạy ra ngân hàng rút 40 triệu về đưa chỗ đây đi sửa cái xe. Trời ơi, nông dân cuốc đất mà nó 40 triệu đưa cho tôi sửa xe. Ông nằm mơ hay là tôi nằm mơ vậy? Thì hả? Bây giờ tin không tin rồi đứng đây đợi đi, tôi đi ra ngoài ngân hàng rồi tôi rút tiền ra cho. Thôi đi ông đừng làm vậy. Ông bỏ đi một cái rồi bây giờ xe tôi hư vậy. Rồi ông bỏ đi sao tôi biết ông đường nào đâu mà tôi tìm ông. Chứ giờ tôi đứng đây làm sao mà có tiền rồi mà trả đứng la ông sùm hoài. Thì bây giờ tôi tính sao bây giờ? Bây giờ vậy đi. Ông là đại gia đúng không? Nhà giàu đúng không? À. Có đồ quẹt thẻ không? Tôi vô lấy thẻ ngân hàng ra quẹt cái 40 triệu liền tại chỗ. Trời ơi, nông dân mà cũng có đồ quẹt thẻ nữa hả ông nội? Trời ơi, bây giờ tôi không biết. Xe tôi nó vậy nè. Ông thấy không? Đất nó vậy. Một cái đường xẹt qua vậy. Mà bây giờ ông nói quẹt thẻ. Đâu ông nghĩ. Trời ơi, cái gì? Trời ơi, đâu rồi? Ôi! Trời ơi, đâu rồi? Anh ơi! Trời ơi, em! Sao mà lâu quá giờ anh đã chờ mệt muốn chết luôn à? Thì hồi nãy anh nói đứng đây nghỉ ngơi đi, tự nhiên em chạy một lèo đi về nhà em. Anh đâu biết đâu, anh phải đi hỏi tùm lum mới biết nhà em tuốt dưới kia. Trời ơi, để em chờ mệt quá luôn anh ơi! Giờ vậy em cứ đi về nhà em đi nha. Bây giờ anh phải có việc, anh phải công việc, anh phải có một cái hợp đồng bất ngờ. Ủa, hợp đồng bất ngờ là gì vậy? Hợp đồng bất ngờ bạc tỷ lận. Để anh về anh ký hợp đồng, anh hiểu không? Bạc tỷ ký hợp đồng. Nhưng... Trời ơi, đại gia của em. Đúng rồi. Thôi bây giờ em cứ đi về nha. Cho anh ký hợp đồng xong em lên liền nha. Nhưng mà hợp đồng gì? Trời ơi. Anh phải nói rõ cái hợp đồng của anh là cái hợp đồng gì chứ. Anh đợi em đứng em chờ. Trời ơi, em mặc áo đỏ hả? Em đi hả? Đi nguyên sớm này hả? Bò trâu thấy nó hút em luôn vậy đó. Ôi em ơi, anh đã nói em đừng có mặc bộ đồ này. Khi mà về quê mà em có đồ nặng bộ đồ về quê hoài. Tại giờ... vì em thích mặc đồ này. Tại vì đồ này nó đẹp và nó rất là hợp với dáng của em. Đúng rồi, dáng em là dáng hoa hậu mà. Anh thích lắm. Nhưng mà bây giờ em nói rõ cho em biết đây là cái hợp đồng gì vậy? Không, nói chung là giờ không có hợp đồng gì hết. Anh phải về, anh sửa xe. Ủa, xe bị đâu sửa? À, xe dơ. Trời ơi, xe dơ thì đi rửa không ơi? Nó không dơ nữa mà nó bị chày rồi. Trời, nó bị chày hả? Chày thì mình mua hũ sơ, mình quệt, mình sơn lại. Trời ơi, không được em ơi. Cái xe này sửa là nó lâu lắm. Mà bây giờ tại vì anh muốn cái xe nó phải đẹp, về ba em thấy thì mới được. Chứ giờ xe xấu quá, ba em thấy nó không được đâu. Quan trọng đâu, mình không có cần hình thức đâu, mình chỉ cần cái chất lượng. Anh là một cái người đại gia, lo cho em là được rồi. Ông, anh hiểu rồi, nhưng mà bây giờ cái hình thức nó phải quyết định hết. Nó phải đẹp đẽ thì ba em mới thích, hiểu không? Thôi, em không có biết đâu à, em muốn đi liền à, em muốn đòi. Thôi, em muốn đi mà. Em muốn đi mà anh đi không có được. Anh phải đòi. Đi không có được mà. Xe dơ chứ người em đâu có
giờ đâu mà không cho em đòi. Trời ơi, anh lại em. Vô giùm anh đi nha. Xong rồi, xong rồi anh sẽ tìm cách giải quyết xong chiếc xe, xong rồi anh chạy xe về với em. Anh nhớ nha. Anh nhớ. Anh đừng có để em đợi lâu, mệt lắm đó. Cái này nhanh lắm, nhanh lắm. Anh nhớ rửa xe cho đẹp đó nha. Rồi, xe nhanh lắm, xe nhanh lắm. Sơn sơn xe nếu anh không làm được á, để em đích thân mua hũ sơn về em sơn lại cho anh. Trời ơi, em con gái sao biết làm cái này được nha. Em làm được hết mà, có cái gì mà em không làm được. Rồi, 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 để anh làm nha. Nha, em dễ thương quá. Đây nha. Nè, nó nè. Này nữa. Bây giờ em về đó, em kêu người ta vớt tôm hùm lên 10kg em đãi anh ăn nha. Rồi, 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 10kg tôm hùm, rồi, đi nha. Rồi, em đi nha. Đi đi. Nhìn em thấy giống con tôm không? Lúc mà hấp nước dừa xong nó mới đỏ. Em đi đó. Anh đi đi nha. Công nhận á, có tình yêu dễ thương, dễ sợ luôn á. Nó làm cho mình á, nữ tính hết sức luôn vậy đó. Tướng đẹp dễ sợ luôn. Nhìn chiếc xe anh chết á. Bây giờ phải lo vụ chiếc xe thôi. Cái gì đây? Ai gọi? Sếp gọi giờ sao? Giờ ăn nói sao đi trời? Dạ alo. Dạ sếp hả sếp? Dạ em đấy, dạ. Ủa sao hôm nay sếp về sớm vậy? Dạ. Dạ xe đây, xe vẫn còn nguyên. Trời ơi. Dạ. Cái xe của ai mà chạy quá trời vậy chú? Dạ. Cái xe trời ơi, cái xe gì mà. Dạ không, dạ chạy không. Chạy thì thương quá. Dạ không. Xe của ai? Hả? Ông đi ra, em đi, đi đi. Dạ không, dân ta nói là này, đường đây xì lầy lắm cho nên đừng đi vô đây. Dạ, đâu bị gì đó, không bị xe gì. Xe mắc tiền và chạy dễ sót lắm nha. Thằng tài xế nào mà nó chạy xe nó chạy trong lúc. Đi ra, cái này mà chơi. Gì vậy? Dạ không có. Dạ, à, dân đây người ta nói là xe đây đường xình lầy cho nên bán đồ đây ế lắm. Dạ. Không có gì hết. Dạ. Dạ, em về liền. Em về liền. Tan nát hết rồi. Dạ. Cái xe này về chắc banh bọng luôn rồi. Dạ. Này không mua bảo hiểm là ăn cho đủ luôn. Bởi vậy có số. Chú. Gì? Chú. Mày làm gì vậy? Con nói chuyện chút. Hồi nãy mày đâu có thèm nói chuyện tao, mày đuổi tao như đuổi con chó mà bây giờ mày kêu tao cái gì? Bây giờ chú không còn là một con chó nữa, chú là một thiên thần của con. Dạ, yeah, thiên thần. Vậy tao thiên thần, tao không có nói chuyện với con chó, tao đi. Không, vậy giờ con chú muốn con làm con gì cũng được. Mà mày kêu tao lại làm cái gì? Chú giúp con chuyện nè. Dạ. Bây giờ cái án nó xử lớn lắm nha mày. Án gì chú? Hãm hại người già. Vì sao con hãm hại người già? Hay mày thấy đâu có của, mày bu đâu vậy? Trời ơi, tướng chú vậy có của. Ê, đừng khi dễ nha mày. Tao không có của mà tao có cái cuốc, là tao cuốc vào đầu mày à. Không phải, giờ chú giúp người đi, giúp người cho giúp cháu. Cái gì nói đại đi. Dạ, chú có biết ở đây có một cái ông già tướng nông dân. Nói chung là cái con người ông dị hợm lắm. Mày chửi tao nữa hả mày? Không phải. Mày vừa phải đó nha mày. Ê, mày nhục mạ, cái tội này là tội mạ lị công xúc tới người lớn tuổi nha mày. Trời, lần đầu tiên trong cuộc đời con nghe được cái từ mạ lị công xúc là cái gì. Không, ý con nói là chú có biết được cái người đàn ông già mặc bộ đồ xanh, ngực thì lép mà bụng thì bự mà đầu thì hói. Dạ. Tao mặc đầu xanh đây. Dạ. Bụng bự đây, ngực lép đây. Mày tả hồi sao thấy giống tả tao quá vậy? Dạ, không phải. Ý con nói là bây giờ nhìn tao nè, với cái con ma đó đâu mà khác biệt cái chỗ nào? Dạ, cái đầu bự. Đầu bự. Đầu bự lắm. Ông có dạng mà dị hình tướng á. Đầu bự hả? Dạ. Ủa sao mày tả hồ tao thấy giống như bạn tao quá vậy mày? Ủa bạn chú, Chú giúp con tìm nó đi. Bạn. Ông là cái người làm chạy. Ủa bậy vậy mày? Mày biết ông Năm đầu bự đây là cái gì không mà mày dám nói ông vậy? Ông là cái gì? Ông là cái gì con không có biết. Con chỉ biết ổng là người làm hư xe của con. Bây giờ con bắt ổng phải trả tiền cho con để con về con làm cái xe con lại. Cái xe này là cái xe của sếp con. Trời ơi, nói hồi ra mày làm đi, mày bắt đền ổng phải không? Con muốn đền ổng. Muốn bắt đền tao dắt mày đi gặp ổng bắt đền. Dạ. Gì vậy? Đi. Kìa. Gì vậy? Đây. Đây này, ông bự này, ông bự này. Ông bự này. Gì vậy mày? Ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Coi nó lấy cây như cây bazooka nó nhào thục hai đứa mình kìa. Ông ngồi xuống, ông ngồi xuống. Mày làm cái gì vậy? Ông ngồi xuống. Tại sao? Tại sao ông lại bỏ chạy? Bỏ chạy gì? Hả? Ông biết cái xe của tôi bây giờ nó bị hư. Ông bỏ chạy như vậy rồi làm sao tôi có thể sửa xe tôi đây?
Người nào đưa tiền cho tôi hả? Đi ra ngân hàng lấy tiền về đền nè. Ngân hàng cái gì? Ông nghĩ ông là ai? Ông là đại gia khu này chắc. Đền bất nóng bất nóng. Thì giờ nhà. Lỡ chạy xe của chú em, chú em bắt thường rồi tôi thường cho chú em. Thường cái gì mà thường? Ông biết bao nhiêu không? 30 triệu. 30 triệu chứ không phải là vợ. Tiền mà. Thế hôm này tiền nè. Có cần lấy máy đếm lại không? Ở đếm là 1000, cục là 50. Đây đây. Bo đó luôn 20 hả? Không đâu đâu bo đâu. Ngắt nào, lại chứ cái nào ra cái đó. Cái nào ra cái đó. Cục là 50. Rồi. Nhiêu đây á hên xui. Còn nhiêu đây cho. Cho luôn. Làm sùm nó nhảy. Tôm chết. Hiểu không? Ông này ông tội lắm, ông nuôi mấy con tôm thôi. Ông á biết ông là ai không? Là ba. Ba. Ở đây con. Trời đất ba ơi. Ba đi đâu vậy? Trời ơi, tôi nói gì? Bận cái gì đâu. Mà đi từ ngoài đầu ngõ là tôi thấy nguyên cục đỏ lè đỏ lét rồi tưng. Trời ơi. Ba giàu cha có tiền thì cha phải cho con gái cái diện chứ. Anh. Lại đây giới thiệu anh nè. Này là cha của em đó. Anh qua anh chào cha em đi. Anh qua anh chào cha em đi. Trời ơi, đại gia cầm cọc tiền luôn nè. Chào cha. À, đây là bạn trai con mới quen, là đại gia trên Sài Gòn á. Đó, đó anh giàu có lắm, anh có quyền cọc tiền mang về đây nè. Anh cho con với cho cha xài đó. Đại gia Sài Gòn. Dạ. Thứ dữ đây đó hả? Thứ dữ luôn đó, đi xe hơi xịn quá trời. Xe hơi xịn, xài tiền cá cọc cá cọc. Dạ. Xe hơi chạy chút xíu cũng xỉu rồi đó hả? Dạ. Nãy con nói gì bác nghe chưa rõ. Này nó là cái gì con? Dạ. Ảnh là đại gia. Sài Gòn. Tôi nói nãy giờ tôi nhìn nó, tôi nói mà thấy mình mặc đồ kìa. Bình thường nó mới làm mà. Trời ơi. Nói chưa, áo vest đẹp này, quá. Trời ơi, còn nguyên mạc trong này luôn nè. Sao kỳ vậy anh? Khổ phải không? Trời ơi, nãy anh mới mua anh chưa kịp xé bác ơi. Chưa kịp xé, hàng gì cái quần đó nè, còn nguyên mạc luôn nè. Trời ơi. Cha. Trời ơi, đi ra coi. Đi ra coi. Để cho sao anh ăn mặc sao mà anh không xé mặt ra gì trơn vậy? Để bác với nó cắt mặt cho nhỏ. Tôi về nó còn số rồi, tôi lột số rồi. Dạ đừng có lột. Sao vậy? Lột vậy sếp biết là có người khác mặt, đừng sếp la con chết. Ủa là nó nói vậy là sao? Là sao mày? Dạ, nhưng đồ này của sếp con mới mua để em giỏ để em xe. Trời ơi. Con lấy con mặt ơi. Ủa gì là anh mặc đồ bính hả? Anh nhìn anh. Không những nó mặc đồ bính mà cái xe nó cũng là xe nó mượn người ta. Dạ. Xe này xe của ông sếp đó nè. Tôi nghe rồi. Nó điện thoại là tôi nghe hết. Trời ơi, bởi vậy thằng. Cái gì đâu mà mới đầu tôi tưởng đâu cha nội này kẹo. Trời ơi, xe dính sình người chạy có một miếng mà ông xỉu ông lết không á nha. Ghê. Cái gì đâu kỳ cục. Cha. Dạ, đây ai vậy? Dạ, cha em đó, em nhắc anh lại lần nữa, anh mất bình tĩnh quá vậy. Ôi, cha. Dạ, cha em đây là, đó. Đây là ba ruột của đây nè. Dạ. Là mấy chục năm trước là đây đẻ ra đây nè. Dạ, ba em đẻ ra em đó anh. Ba em nhìn tầm thường vậy đó, chứ mà đẻ em ra là lộng lẫy như cái bẫy vậy đó. Em đẹp như hoa hồng, anh thấy không? Vì cái nhà lớn nãy anh đây hỏi... đây của đây. Dạ. xây cho đây. Dạ, cái biệt thự đó cha em xây cho em ở với con chó. Là bây giờ là chuẩn bị là nghe nói là nó chán biệt thự đó, tính mua biệt thự khác cho nó ở cái chỗ đó là cho chó ở thôi. Dạ. Ông làm lụng cực khổ lắm. Làm lụng. Dạ. Cực khổ sao anh? Anh biết cho xung quanh mấy cái đìa tôm này là của ai không? Của ai? Đây. Cha em đó. Tôi nói cũng khổ, làm lụng vất vả mà bán lưng cho đất, bán mặt cho trời. Tôi nói hả, làm mấy mùa tôm này vụ nào mà thất kiếm được 14, 15 tỷ à cậu. Còn mấy mùa mà trúng á, kiếm được 4, 50 tỷ. Mà trời thương cậu ơi, tôi trúng 4, 5 mùa liền, kiếm được 200 mấy tỷ. Tội lắm. Đại gia mặc đồ kỳ vậy. Đồ này là đồ thiệt á, đồ mua thiệt à. Dạ. Nó rẻ mà mua thiệt chứ không phải như cái kia. Đồ mượn. Đồ chính chủ nó khác. Dạ, cha cứ nói tới đầu á, ảnh ngất tới đó luôn vậy đó. Vậy đây là... Này đại gia thiệt. Con này đại gia dởm. Trời ơi. Vậy đại gia dởm có nghĩa là con gặp đại họa rồi đúng không cha? Chứ gì nữa. À,
thì ra đây chỉ là một anh chàng đại gia dởm nổ lấy le thôi. Dạ đúng rồi anh ơi, ta nói hả, dởm mà nổ quá trời nổ luôn, sợ thiệt á anh à. Cho nên là tới khi đụng chuyện thì toát mồ hôi hột đúng không nè. Dạ đúng rồi. Cho nên bây giờ thôi, mình mời quý vị khán giả thay đổi không khí đi Lê Khánh. Chúng tôi mời quý vị khán giả cùng đến với một nhạc cảnh với tên gọi Vợ Chồng Mộng Mơ, qua sự trình bày của ca sĩ Quốc Đại Vân Trang với sự minh họa của Quỳnh Hương và Vũ Đoàn Sen. Hót thuốc. Bệnh gì? Đau bụng. Nè. Đúng rồi. Sát giống bữa nha. Người kế tiếp. Về nha bà con, về trước nha. Mấy bữa nay khó tiêu quá không? Lấy thuốc. Khó tiêu. Sát ba chén còn chén nha. Người kế tiếp đi. Ôi bệnh nặng quá. Bệnh gì? Bệnh nặng quá. Hút thuốc đi. Hút thuốc cái gì? Coi cái mặt. Bệnh lắm. Nặng là phải coi cái mặt. Tôi nói hút thuốc. Đâu? Đừng có dí nữa vậy. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh ở lớp người! Sâu quá! Quỳnh ơi! Chạy đi! Đợi kìa! Quỳnh! Ê mày! Có cần phải la... À! Hài hút! Hài hút! Có cần phải la dữ vậy không mày? Một dùi hơi bị nhiều thôi là bị thấy ghê vậy? Trời ơi! Đây đâu phải lần đầu tiên đâu! Không ngỡ ngàng! Ngỡ ngàng nhưng mà tủi thân chứ! Trời đất ơi! Thôi, nghĩ mà hận cha mẹ dễ sợ! Thôi hổn! Hận cha mẹ tôi, hận cha mẹ ông hả hổn? Cũng hổn mà. Hổn gì? Ông phải hận luôn cùng với tôi mới đúng á. Ủa, cũng có nữa hả? Chứ sao? Đẻ ra cái gì không đẻ? Đẻ ra hai cái mặt với hai cái cục thịt thay mặt gớm. Đi buồn lắm á. Từ hồi nhỏ đến lớn á. Có một ông á là tôi dám đối mặt rồi đó. Mình xấu nhưng mà mình được cái là mình hút thuốc giỏi. Đúng không? Mình cứu chữa bà con, thấy không? Rồi sao? Người ta không thấy mặt người ta mới cảm ơn. Người ta thấy cái mặt rồi người ta chạy luôn kìa, thấy không? Làm cái tấm màn đó đó, để đó rồi để suốt đời được không? Giận ghê đó. Nhiều khi nghĩ hả? Muốn lên kinh thành dễ sợ luôn á. Lên kinh thành chi? Lấy ba cái tiền mà chữa bệnh nè. Đi sửa sắc đẹp. Được không? Ê giờ hơi trưa rồi rửa sắc đẹp chắc nhìn tôi đẹp lắm á. Thôi, vô ngủ sớm, mai đi. Hả? Lên Kinh Thành hả? Ngủ ngủ ngủ. Mai đi hái thuốc. Chi vậy cha nội? Thôi vô ngủ, vô ngủ. Hái thuốc hả? Cho lên Kinh Thành sửa sắc đẹp đi chồng ơi. Chưa đủ tiền, ráng ha. Ngủ. Chỉ là tình yêu ta yêu nhau nhiều đến thế
tiên mấy ngàn năm tuổi của ta mà chúng hái trộm như vậy nè. Hả? Chẳng những một trái mà còn là một vỏ. Ăn không? Ăn không? Khai mau. Hai ngươi là tiên ở xứ nào mà mặt mày lạ quắc không thấy? Dạ con chính là... Dạ chồng con chính là Mộng Tiên. Con chính là Mơ Tiên. Tụi con tới từ xứ sở Mộng Du. Đó người thấy không? Tụi con đang đứng đây là trong mộng tưởng à. À, thì ra đây là hai vợ chồng tiên mộng mơ à. Dạ. Đẹp. Đẹp lắm. Nhưng mà là hai cái ăn trộm. Bay đâu, bắt chúng lại cho ta. Yeah. Được bắt rồi. Vui quá. Trời ơi, mừng quá. Bắt vô thiên lao là xử chết mình đó. Chết cái gì mà chết? Không thấy ở trong mấy cái tuồng cải lương hả? Giai chính thường á là nó khổ vậy đó. Bị bắt, bị giam là tạm thời thôi chứ không có chết. À, vậy hả? Ừ. Vậy thì bắt cho đi. Thấy chưa? Bắt cho đi, bắt cho đi, đừng hay quên. Đi nè. Giữ chúng lại, giữ chúng lại. Giữ chúng lại, bắt đi. Giữ chúng lại. Giữ đi đi. Kim ta chưa thấy cái kẻ nào làm tiên mà khùng như hai đứa này. Khùng mà cái não lại ngắn nữa. Bị bắt mà vui mừng là sao hả? Sắp bị chém đầu mà vui mừng là sao hả? Được rồi. Nếu ta không trị các ngươi là các ngươi không biết oai linh của ta mà. Bay đâu? Mở nhạc lên. Đài hai đứa này xuống Diêm Vương. Cho nó nhảy chừng nào chết thì thôi. Mở nhạc. Chỗ đại là được mở nhạc. Ai ai hờ ai hai. Ô ô cơ ô cô. Yê yên tờ yên tiên. Hai cô tiên là hai cô tiên. Ai ai hờ ai hai. Ô ô cơ ô cô. Yê yên tờ yên tiên. Hai cô tiên là hai cô tiên. Mơ cái gì? Trên thiên đình mà. Hả? Tôi mơ. Trời ơi, sao giống vậy? Trời đất ơi, điềm báo đó cha ơi. Trời ơi, có khi nào người ta nói là nằm mơ thấy lên trên thiên đường là chuẩn bị xuống địa ngục đó. Rồi sao? Rồi sao? Thôi tôi nghĩ kỹ rồi đừng có mơ mộng gì hết trơn hết trọi á. Không có thèm đi sửa sắc đẹp luôn. Kệ nó, để xấu vậy đi. Xấu mà kết cấu tâm hồn nó hoàn thiện. Mình tháo tấm màn này xuống luôn. Cái bà con nào mà thấy mặt sẵn không hết hồn. Ai chịu khám khám, đúng không? Đúng rồi, mình làm việc thiện mà. Đúng không? Gỡ xuống đi ông ơi. Yeah.
Lê Khánh. Dạ. Em có biết là người ta hay dùng từ gì để nói về những người nhiều chuyện không? Anh Đình Toàn. Ờ thì là người ta dùng từ gì để nói về những người nhiều chuyện? Là anh Đình Toàn. Ủa là sao? Là em khen anh nhiều chuyện đó. Gì cây vậy? Không phải. Anh nói chơi vậy thôi. Chứ em biết mà, người nào mà nhiều chuyện thì bị người ta gọi là bà Tám. À vậy thì nhiều người nhiều chuyện người ta gọi là gì? Tám bà. Ừ. Là 7-8 bà bu vô nói một chuyện nhỏ xíu à, mà đơm đặt dựng chuyện lên. Tao nói chuyện 1 đồng 10, chuyện 10 đồng thành trăm. Đúng rồi, có nhiều chuyện có chút xíu thôi mà nhiều người gom lại bàn hồi nó thành chuyện đại sự luôn á. Đúng rồi, anh nhắc em mới nhớ. Sao? Nha, ở trong xóm em nè, tao nói hôm bữa có một người lạ đi vô hỏi thăm là ở đây có người nào cho mướn nhà hay không. Mà cả xóm bu ra nhìn cái người đó rồi bàn tán nói trời ơi chết rồi, xóm mình xuất hiện mẹ Min rồi, bắt cóc con nít rồi, sợ quá. Mẹ Min. Nhắc tới mẹ Min, em hỏi anh nè, nói thiệt nha, đừng thấy đàn ông rồi bắt đầu á dựng chuyện rồi không nói đúng sự thật nha. Sao? Anh có sợ mẹ Min không? Ờ... Sao? Hồi nhỏ anh có sợ. Rồi lớn? Cũng sợ. Ủa gì kỳ vậy? Sao lớn cũng sợ mà nhỏ cũng sợ là sao? Thường vậy đó. Hồi nhỏ thì anh nghe người lớn nói mẹ Min bắt cóc mình á để ăn thịt, đúng không? Còn lớn lên thì mình sợ mẹ Min bắt cóc để bán thịt. Đúng rồi đó anh ơi. Tại vì một ký thịt bây giờ cũng có giá lắm chứ bộ. Ta nói một ký thịt là bây giờ đây 80.000 một ký thịt, đúng không? Mà Khánh nghĩ anh giữ lắm là được 52 ký thôi. 52 mà nhân cho 80 là anh được là 4.160.000. Trời có giá quá trời luôn nghe. Trời ơi, em như máy tính vậy đó ha. Dạ. Bắp ra con số. Nhưng mà làm sao mà anh giữ vậy? Trời ơi, ít ra anh cũng phải 4 tỷ mấy chứ, 4 triệu mà nhầm nhỏ gì. Anh trị giá 4 tỷ hả? Dòm đi, trời ơi, đẹp trai khó kiếm. Thôi, về văn mùng ngủ đi, làm mắm luôn đi. Ở đâu ra mà trị giá 4 tỷ mấy? Trời ơi, em mới quá bìa thật ra bắt ra bán nội tạng coi trời, mổ ra lấy tim gan rồi bán cũng gần được vậy. Ôi anh gì? Ơi, nhắc tới chuyện nội tạng em mới nhớ. Anh ơi, trong xóm em nè, ta nói nha, con của dì Hai nhà kế bên em á, ta nói nó đi chơi mà nó không báo cho dì Hai sợ quá. Đi lo đi kiếm nó, xong mà cả xóm bu ra nhiều chuyện nữa. Có khi nào nó bị bắt cóc rồi bán nội tạng hay không? Ta nói bữa đó cả xóm em tưng bừng khói lửa luôn. Ồn ào quá trời luôn á. Lê Khánh nói anh cũng nhớ, anh cũng có một cái tiểu phẩm giống như câu chuyện của sớm của em nè. Vậy thì mời Lê Khánh và quý vị khán giả chúng ta cùng đến với tiểu phẩm Sớm Nhiều Chuyện của Thanh Lan, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Xuân Hương, Anh Vũ, Cát Phượng, Ngọc Lan và Lâm Vĩ Dạ. Trời Thanh ơi, chị Tư, nước trà gì mà mày buôn bán kiểu gì mà nước trà thiếu trên trời rồi. Mà tối ngủ quên, không có pha trà. Thôi, uống gì giờ uống gì? Cho gì cũng được. Uống nước mía nha. Ừ. Có nước mía liền. Đây. Uống đi Tư. Ủa? Rồi hôm nay con bay anh nghe nói về thăm rồi đâu? Chuẩn bị về rồi. Nó nói lên xe ngày hôm qua rồi 5 phút nữa nó tới đây liền. Ê, sao mày nói sữa đậu nành mà gì vậy? Nước gì vậy? Sáng ngủ quên không có đi lấy mía. Uống đỡ này đi. Ở này là cái gì trời? Nước trái cây chứ không phải sữa đậu nành đâu. Thiệt không? Uống chết không? Không. Chị Tư Trời ơi. Trời ơi. Người thì vui quá trời. Trời ơi. Ra đây. Bữa nay qua đây uống nước mía nữa hả? Trời ơi, thế mà sáng sớm gặp hai người tôi vui lắm. Tôi cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy nhìn lại mình trên dưới vẫn còn nguyên. Không mất mát miếng nào đúng không? Uống nước mía nha. Nước mía khỏi. Ăn chè được rồi. Chứ sao không? Ngày hôm qua đó bán chè ế, cho nên là ăn từ cơm thấy bà luôn vậy đó. Rồi hôm nay á, đem chén chè qua ăn. Ăn cho đỡ khát nước. Ông ăn chè mà ông đỡ khát nước hả? Ông cũng hay lắm nha. Cũng may nha là dì Tư chỉ mở hàng rồi, chứ không thôi là tôi đốt ông rồi đó. Thôi, đùa thôi, cho ly trà đá đi. Đó, vậy con được không? Ông qua trời, ế hai nồi chè lên dì Tư. Ai nói nghe nè, hồi má mày đẻ ra đó. Dạ. Ai móc nước miếng mày mà giờ nói quá trời tám. Không biết nữa nè, lúc đẻ ra chứ con có khóc. Không khóc gì trơn á. Mà má nói không hả? Không khóc hả? Không khóc. Mở họng ra là con nói được tiếng má. Con không cần móc mở con mà con nói được tiếng má. Con văng cái nhau ra ngoài luôn vậy đó hả? Nhưng nhiều khi con nghĩ con quỷ phải người ta hay sao á. Thôi
mẹ ơi, giờ nói nghe nè. Dạ. Đọc báo sao thấy ghê quá mẹ ơi. Cái sao? Gì mà toàn là tai nạn giao thông, thấy ghê luôn vậy đó. Thì đúng rồi Tư. Trời ơi, lễ lộc mà. Hả, lễ lộc thì người ta túi nhau ra, người ta đi ra đường. Mà đi ra đường càng nhiều thì tai nạn giao thông càng nhiều. Chuyện đó bình thường. Bởi con nói con thấy như vậy nè. Mình ra đường là mình phải trang bị cho mình một kiến thức về an toàn giao thông. Ta nói á, ra đường xem trước ngó sau, ngã ba ngã bảy đường tàu giảm ga, đèn đỏ chớ có vượt qua, rượu bia quá chén chớ mà lái xe, lòng đường phân cách vỉa hè, làm chủ tốc độ nhường xe ngược chiều, văn hóa giao thông cần nhiều, cùng nhau thực hiện dạng điều bình an. Nói nghe, nói lại đi, để tôi ghi âm lại, để tối tôi về. Bà nội, tôi nhớ sao tôi nói vậy thôi, rồi nói lại tôi nhớ tôi chết liền á. Trời ơi. Ta đứng cái miệng tép lặng tép lội. Giờ tôi đố hai người, tôi đố hai người nha. Cái gì? Đố hai người nè. Vậy chứ trong các loại giao thông á, loại giao thông nào mà nguy hiểm nhất? Giao thông đường bộ. Sai bét bẹt bẹt. Vậy chứ gì? Vậy? Giao thông hàng không. Sai bét bẹt bẹt. Người ta đi giao thông đường bộ mới là nguy hiểm, đi máy bay mới là an toàn. Không rành bằng tôi là tôi nghiên cứu dữ lắm. Mặc dù là tôi là bán quán chè thiệt, hàng ngày nào cũng ế thiệt đó. Nhưng mà cái tai tôi vẫn nghe, tin tức vẫn đọc hàng ngày tôi biết mà. Vậy là cái giao thông hàng không mới là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm sao? Bởi giờ ví dụ nha, ví dụ như hai người nè, Thắm lại là gì Tư nè, hai người đi xe đò đi, lỡ tai nạn giao thông xảy ra. Thôi em ơi, sao vậy? Trời ơi, ví dụ hay gì cháu tôi? Thì tôi thí dụ cho nó thú vị vậy mà. Ví dụ tôi hả? Ôi trời ơi, giờ chuyện nhỏ đó. Giờ thí dụ tôi nè, tôi đi xe đò, tôi gặp tai nạn giao thông, tôi chết. Đó. Sao thấy nó ớn ớn ha? Thấy nó lạnh lạnh á. Thôi nói đại ai đi. Ví dụ bà bảy đi. Bảy, dù bà bảy ở kế bên mình đây nè. Rồi. Bà có chết cũng có sao, kệ bà đi ha. Bà bảy nè. Ví dụ bà đi xe đò gặp tai nạn giao thông. Ví dụ xe đụng ở phần đầu, bà ở phần đuôi, bà còn sống được. Nếu xe đụng ở, nếu bà ngồi ở phần đuôi, xe đụng phần đầu, bà còn sống được. Còn giả dụ như đi máy bay, nổ một cái pum, chết anh thầy. Còn giả dụ như mình may mắn, mình nhảy dù xuống, người thì bị thất lạc, người bị bắt cóc, rồi người bị khi mà bung dù ra, dù không bung, té cái phạch, xì xoạt não. Trời ơi, thế ghê vậy? Ghê, nguy hiểm, hàng không là nguy hiểm lắm. Ê nè, bởi vì bây giờ là nên là tránh đi hàng không, máy bay đồ nổ rồi dữ dội, dễ sợ lắm luôn á. Máy bay nó chưa nổ, mày nổ nhiều vậy. Đúng rồi, con là dân nổ mà, con tám nổ mà, con nổ gì? Nhưng mà con nổ có sách mách có chứng đàng hoàng. Đây nè, bây giờ ta có một cái list hẳn hoi lên list đàng hoàng nha, những điều cấm kỵ khi đi máy bay. Có luôn đó. Có hả? Tôi ghi sổ tôi đâu, đây đọc cho mọi người nghe. Chuyện nghe tôi nghiên cứu dữ lắm nè. Thứ nhất, không đi máy bay nào có số hiệu là số 7, 17, 370 hay gì đó mà có dính tới số 7. Thứ hai là không bay vào ngày 7, 17, 27, 37, 47, 57. Làm gì mà có cái ngày nào mà bay 37, 47 tới cái ngày 30 thôi chứ. Không, là số đề. Số đề 37, 47, 57, không quên. Là ngày 7, 17, 27 thôi. Và không bay vào lúc 7 giờ và 17 giờ. Nói riết rồi, giờ tránh không có được cái ngày nào đi hết, ở nhà luôn đi con. Không cần né chỗ 7 này con vô 7 khác hả? Bởi vì cuộc đời con đâu bao giờ đi máy bay đâu. Con không thích đi máy bay. Trời ơi. Thôi, đừng có nổ. Mày bán chè, một ngày mày lời được bao nhiêu, chừng nào mày mới kiếm tiền mua đủ tiền cái vé máy bay mà mày đặt máy bay. Thì tại vì con không đi được nên con mới nói vậy chứ sao. Gọi là chữa nhục á. Cái gì? Nấu nồi chè, chè đậu đen, tối nay bán chè đậu đen nè. Nãy giờ quên rồi. Nãy giờ lẽ ra đến hồi chiều nay ăn chè chiều cơm nữa giờ á. Trời ơi, đồ giá trời đừng có khét chết rồi, trời ơi. Nè, ông nói không kịp kéo da non luôn á. Bởi vậy, mày thấy cái bâu nó nói rét mòn mà mỏng luôn á, mỏng lét luôn á. Nè, nhưng mà bây giờ nó nói tới cái vụ máy bay còn đây nè. Cái vụ bắt cóc mới ghê hơn cái vụ tai nạn máy bay đó. Bắt cóc gì? Thì bắt cóc là con người. Trời ơi, tôi ơi. Người ta bắt cóc con nít á, người ta bắt cóc rồi người ta đem đi bán để nó làm mà nô lệ hay làm con nuôi gì đó. Còn nữa tự nhiên người lớn chạm bá lửa bắt cóc gì. Trời bậy bạ, mày thiệt đúng là dốt nát quá. Đây nè, đẹp đẹp như mày đó, người ta bắt người ta đem qua biên giới người ta bán nguyên con. Còn mà xấu hơn chút xíu, nó phân lô nó bán,
lòng mề bao tử gì á, rồi nó bán hả tùm lum hết trơn á, nó bán nội tạng. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng chính xác luôn đó. Ờ. Ủa mà chuyện gì á? Không biết gì hết luôn hả? Ờ chuyện gì nghe vậy nói. Mà vô nói giống như chuyện đã rồi vậy. À, chuyện gì mà nghe nói cái gì phân lô. À phân lô bán. Lô. Vẫn đúng là phân lô đất đai và phân lô bán vậy. Không phải trời ơi. Tao đang nói phân lô nội tạng đi bán trời ơi. Phân lô nội tạng bán nội tạng hả? Ờ. Nội tạng. Đúng rồi, hèn gì bây giờ người ta bán, người ta bán phá lấu dạo quá trời luôn nè. À. Nhiều khi mình ăn nội tạng nha, mình ăn phá lấu, không biết phá lấu mình hay phá lấu của con thú vật nữa. Không phải đâu quá. Tôi là một cái đứa mà thèm ăn phá lấu mà ông nói nghe thấy ghê mà từ bây giờ sao không ăn nữa. Hai người không biết đâu, cái nạn bắt cóc vợ lộng hành lắm. Bữa tôi bán chè nè, tôi cũng đặt cái alarm nữa. Cái báo động đó là cái báo động đó. Cái tiếng Việt mình gọi là báo động, cái tiếng nước ngoài gọi là cái alarm đó. Đó, tôi để ra cho cái bàn tôi, hễ mà ai có ý định mà xăm xô tôi, là định là bắt cóc tôi là tôi ấn chuông báo động alarm liền. Trời ơi. Ủa mà anh ta bắt cóc anh để làm gì? Nhiều khi để ngâm rượu làm sao? Trời ơi. Ở anh mà đi ngâm rượu ha, tao uống vô là tao tiểu đường chết luôn á. Tại ông ăn chè không hả? Chết tin nó mày ngâm rượu. Ngâm rượu như rượu cắt kè vậy đó hả? Đừng ngâm cái kè vậy đó. Ghê lắm. Quá. Ê, mày nói cho tao tưởng tượng. Mày đứng nằm ở trong cái chai vậy nha, ai dòm hai mắt mà thấu láo thì ghê. Trời sao dám uống? Ê, Tư nó mắc cười quá. Bộ ông xấu xí mày sao Tư nói vậy? Nhìn mắt thấu láo như uống nhầm rượu quỷ vậy. Bởi tao nói á, cuộc sống vốn bất công nên cộng long không bao giờ một thẳng, cuộc đời không bao giờ bằng thẳng nên đừng cố vuốt thẳng cộng lông. Nói lại để ghi lại. Ôi, tôi nói xong tôi quên rồi, bà không cho bà ghi lại đâu. Trời mệt ghê vậy. Trời ơi, cái xã hội này bây giờ điên loạn hết rồi. Cái xã hội này bây giờ không còn là cái xã hội, không còn là tình người nữa. Bảy. Cái gì? Bảy, chuyện gì vậy chị Bảy? Trời ơi, đây nè, một con nhỏ đi ngoài đường, nó đẹp gì đâu, da nó trắng như bông bưởi, tóc nó dài xuống đất vậy nè. Sao tả giống quỷ vậy? Quỷ đâu quỷ, trời ơi, tóc dài quá. Mày chưa thấy gái tóc dài hả? Trời ơi, gái tóc dài đẹp gì đâu đây này. Trời ơi, nó đang đi ngoài đường, sao nó đang đi thước tha. Ủa, nó đẹp gì đâu, đằng xa có một người con trai rất là đẹp trai đi ngược lại với nó nha. Xong rồi hai đứa, trời ơi, bốn con mắt nhìn nhau giống như là yêu nhau mà. Giống quảng cáo đồ trên TV, hai đường nhỏ tóc thề thỏa ra chà đi ngang tới với mấy tóc quảng cáo dầu gội rồi đó hả? Đó, cái thằng này vừa đi gần tới nhỏ này, thằng này đưa tay ra, con nhỏ này mắt chớp chớp là đưa tay nó hốt luôn con nhỏ này. Hốt luôn, nó đem về phòng của nó, không biết làm cái gì mà khi con nhỏ tỉnh lại một cái đó, hay là con nhỏ này thấy nằm ở trên cái nước đá đó. Ở dưới lưng nó là một ề nước đá. Là sao? Và bên cạnh nó để lại cái dòng chữ: em phải cho gia đình biết một tiếng sau nữa là em không còn trên cái trái đất này nữa. Trời ơi! Ủa là dạ. Nó mổ thận. Nó lấy thận. Nó lấy gan. Nó lấy tim. Những cái gì nó lấy được là nó lấy hết rồi. Trời, thấy chưa Thấm? Tao nói là có nè. Bắt cóc lấy nội tạng. Không nữa, mê trai đi. Trời ơi! Phân lô. Nội tạng mà phân lô luôn hả? Ừ. Con bà Chính đó. Cái gì? Trời ơi! Được không? Con bà Chính đó. Nó đẹp mà tóc dài đó hả? Trời ơi. Bà Chính đâu có con gái. Bà có con chó. Nãy giờ tôi nói là con chó cô bà bị bắt cóc. Rồi nó mổ, nó lấy gan, nó lấy tim, rồi nó ăn đó. Trời ơi, bà lẽ dễ sợ thôi. Trời đất ơi. Nè, con chó mà nó còn bắt nghe hung hồn như con người. Đây. Chó với người bây giờ là tình như hạng ngang ngửa nhau đó. Mày nghe chưa Thấm? Con Mai, con của mày, đâu rồi? Nó nói vậy mà sao không thấy vậy chưa? Hôm qua nó có nói là lên xe thì về. Nhưng mà tại sao tới bây giờ không thấy đâu? Sao giờ này chưa tới? Thì chắc... khi nào bị lật xe? Gọi điện thoại đi. Mới gọi hôm qua rồi, giờ gọi nữa tốn tiền lắm. Trời ơi, thì mày gọi tới bờ, không có tốn tiền. Gọi liền. Lẹ lên. Trời sao con á, con cuốn lên bên con rồi mà cũng tiếc với con mình làm gì. Mày mà gọi xong tới là nó bị phân lô rồi. Im đi, im lặng đi. Con alo, thoại, alo, ơi. Mai hả? Nó nghe máy, đông sống. Vậy là còn sống. Trời ơi, mày đang ở đâu? Sao mà mày nói mày về, mày không về? Đáng nhà cho con ăn hả? Ủa sao kỳ vậy? Ủa, gì làm gì có con? Tao gả chồng cho mày hồi nào mà bây giờ mày nói mày nhà mày cho con? Vậy là nó chữa quan rồi. Nhỏ này nó chữa quan rồi. Vậy là nó có chồng, nó có con rồi, nó không cho chị biết. Chị bị, trời ơi, chị nó qua mặt chị rồi, chị ơi. Sao mà mày làm tao nhục nhã vậy Mai? Mày đang ở đâu? Mày đang ở nhà dì Tư hả?
Bởi vậy tao nói đẻ mày ra tao không được nhờ gì hết ha. Tao kêu mày đi về nhà. Ủa sao ở nhà bà vậy? Mày về mày thăm tao, mày không về mà mày trốn ở bên nhà bà Tư luôn hả? Bà đồng phạm. Bà đồng phạm chứa chấp con của chị. À có nghĩa là con của bà làm cho con của bà có chữa. Không có được vậy. Trời ơi tụi quay tầm bậy tầm bạ không hả? Ủa tắt máy luôn hả? Ủa từ từ. Sao? Hình như con gọi lộn mai con gì. Bà nói. Bà nội. Con sợ bà nợ với bà nội. Trời đất ơi. Bà gọi con mai con bà này làm cái gì bà nội? Phải tại Lu Lu điện thoại hai đứa cùng tên. Thôi. Gọi gọi bà liền đi. Alo alo. Con mừng quá, mừng quá lại trời. Không không phải. Kêu lần nằm ngoài vùng phủ sống. Trời ơi. Dư nhỏ nào trả lời á. Tao cam đoan với mày. Vậy là con bà bị bắt cóc chắc luôn rồi. Đúng rồi. Nó đường đi ra chiếc xe đò. Một tốp người bịt mặt đen thui ra biểu chiếc xe đò dừng lại. Bắt ngay ai không bắt, bắt ngay con mai con của nó. Bởi vì con nhỏ đẹp. Đúng rồi. Hoặc là gì nè. Đang đi đông mọi người trên chiếc xe đó ha. Cái ai đó lấy cái thuốc mê. Trong khi mình thấy thuốc mê bẻ bỏ cái khăn nè. Đúng rồi. Một cái nè. Rồi cũng tại chỗ hút xác nhau mang đi luôn rồi. Rồi chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Thôi Thắm ơi. Thắm ơi. Thắm ơi. Thắm ơi. Trời ơi. Con của tôi đã bị bắt cóc rồi. Bắt cóc rồi. Chết rồi. Trời ơi, con ơi là con. Tình đây, người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Chè của mình nấu nè, mỗi bữa là ăn 4-5 chén. Nay ăn có viên, viên ỉ à, mà ăn cũng không vô nữa thiệt tình. Ê, chị Thắm ơi, tôi nói chị nghe, không có sao đâu. Tụi bắt cóc á, mới bắt cóc có ngày à. Chưa đem xác nhỏ đi xa đâu. Trời ơi. Mày ăn mắm ăn muối đó bậy bạ không à. Nó mới mất tích con ngày à. Xác nó chưa có phân hủy. Trời bà ơi. Bà bậy bạ. Con ơi. Đồ bà còn nặng hơn tôi nữa. Đúng rồi. Nó chưa có phân hủy, chưa có mùi gì đâu. Thằng nào đó chó chưa có lâu gì đâu đâu. Bà nợ. Bà nợ. Trời ơi. Bà là chúa đảo. Bà là cái miệng bà là ác nhất á. Trời ơi. Người ta khổ sở vậy mà nói bà toàn ba cái chuyện chết chóc gì thì không thấy ghê tao quá. Tao nói tao an ủi nó chứ có cái gì đâu. Trời nhưng mà ơi. Thôi. Bây giờ vậy Thắm ơi. Đừng đau buồn quá. Dù gì vậy nữa nó cũng chết rồi. Trời ơi. Con bây giờ vậy nè. Giờ thôi cho tôi nói nha. Bây giờ á. Có nghĩa là mất tích. Là bây giờ là mình chỉ còn à, còn có thể là kiếm được đúng rồi. Còn khi mà chết là khẳng định. Mà nhỏ chưa có chết mà. Bây giờ cũng biết nhỏ đâu đâu mà xưng nói nhỏ chết hoài. Thôi giờ vậy nha. Bây giờ tôi phân công luôn nè. Bây giờ chị á, trách nhiệm của chị là đi lên phường. Đúng rồi. Vận động bà con. Đúng rồi. Thấy không? Tao vận động bà con. Mỗi người góp tiền một chút xíu mua cho nó cái hòm. Bà ơi. Trời đất ơi bà nói mà vậy. Chẳng ăn nào làm nhỏ chết rồi còn gì nữa. Đã nói rồi nhỏ chưa có chết mà. Nó bị bắt cóc mất tích thôi đúng không? Tao lo xa thì bây giờ nó không chết thì mấy mốt nhỏ này xài cái hòm đó. Trời ơi. Chế lo xa quá, chế lo hơi xa quá rồi đó. Ta còn trẻ quá mà. Trời ơi, cái chuyện chết chóc rồi tao nói bất đắc kỳ tử, nhỏ xíu 3-4 tuổi cũng chết kìa. Ta kêu lên phường á là coi như vận động bà con để mà phát tờ rơi. Trời ơi, phát tờ rơi khi không tự nhiên cái phát tờ rơi đứng ngã tư rồi phát mỗi người mấy tờ. Alo alo, nhà tôi có người chết. Có chết rồi. Chết hoài vậy trời, con tôi mất tích thôi, mất tích thôi chứ chưa có chết qua cái miệng bà. Trời ơi trời. Chị khoái chết quá vậy chị. Người ta nói mất tích thôi mà cứ nhấn cái chữ chết hoài à. Bây giờ vậy nha, đi lên phường vận động bà con phát tờ rơi rồi đấy là con mất tích rồi. Hoặc là lên truyền hình đó, đó. Là phổ biến cho mọi người biết. Đúng là rồi. Coi như là con nhỏ là bị mất tích. Mình xúm nhau đi tìm nó. Còn nè. Tôi nè, trách nhiệm của tôi là tôi lên Facebook. Trời ơi, trang của tôi là nhiều like lắm á. Facebook đúng rồi, lên Facebook là tuyệt chiêu nhất. Ê, bà nhiều nhất là bà bao nhiêu like? Nhiều lắm. Nhiều like? 20. Là bà đỡ. 20 like cũng khoe nữa. Tôi 42 like tôi còn chưa khoe nữa nè. Trời ơi. 20 đỡ 20 chứ mắc cười quá. Dạ. Ê, mày bán chè mà nhiều like quá vậy? Dạ, tại like là những người mà trả tiền họ mới like. Còn những người thiếu họ không dám like. Sợ like em biết em đòi nợ sao? Thôi giờ quyết định vậy đi nha, đừng có nói nữa. Nghe, chị đừng có buồn nữa nha. Buồn tội nghiệp quá.
Bây giờ vậy nè, bây giờ chị nó có hình ảnh gì không? Đưa tôi cái hình đi. Đưa hình đi, lên Facebook lấy hình. Facebook, hình Facebook là hình trưng bày cho đẹp. Hình mà để ngay hòm đó. Trời ơi, nói chưa có chết mấy cha mấy mẹ ơi. Quên, hình mà để đăng báo đi tìm nữa đó. Hình đăng từ rơi đó. Phải có chứ. Con thiệt tình lòng, bây giờ cách nào không biết cách nào bây giờ nữa. Bây giờ mình nói tìm tội nghiệp nó quá đi rồi. Nó hiện hồn quá. Trời ơi, đốt nhang cho nó ấm đi. Để tôi về. Cúng nó chén cơm đi. Không cần cúng cơm. Cúng chè đi. Trời ơi. Chén chè tôi kìa, lấy tôi. Tôi biết lúc nó còn sống á, nó thích ăn chè dữ lắm. Cúng chè cho nó. Chị lấy ba cây nhang. Tôi đau lòng quá. Trời ơi con ơi. Trời ơi con ơi, làm sao thác thiên con ơi. Lên trời ơi. Mai ơi, lúc con còn sống, ngày nào con cũng ăn chè thiếu của anh Tám này hết á. Hôm nay nhân dịp con chết, anh Tám cũng chén chè trôi nước này để trôi vô họng con. Mong con sống khôn thác thiên. Chúc con trăm năm hạnh phúc. Nó về nó chứng kiến kìa. Mày thấy con rùi không? Là nó đó. Nó hiện thân ra. Chị như giấy lộn phải không chị? Trăm năm hạnh phúc là đám cưới phải không chị? Đúng rồi. Dạ, chúc con sống lâu trăm tuổi. Trời ơi. Cái gì? Giấy sao? An lạc. Chúc con an lạc. Chúc con sớm về nơi đoàn tụ ông bà. Nam mô A Di Đà Phật. Mai ơi, má sống sao mà nổi. Mai ơi, tội nghiệp quá mẹ. Bây giờ sao đây trời. Tội nghiệp con tôi. Nó không chịu. Con sợ bị tiểu đường nên con không có ăn chè rồi. Chè chè của ông kìa. Mỗi bữa ăn dữ lắm mà. Trời ơi, làm ma rồi mà còn sợ bị bệnh. Trời ơi cái gì vắng nhặt cái gì trời. Chứ được gặp nhiều loại ma lắm rồi, tôi có ma lết nè. Trời, ma lết. Trời ơi, nó khát nước. Ma mà cũng khát nước nữa hả? Mai ơi. Ủa sao nhà mình tập trung đông quá vậy ma? Ủa sao nói chuyện Ủa được sao vậy? Sao nói chuyện được vậy? Ủa? Họp tổ dân phố hả? Trời ơi, sao người nói nóng hổi vậy? Ủa con chưa chết hả con? Nó còn sống hả? Vậy là con bị bắt cóc hả? Trời ơi, nó bị bắt cóc. Con bắt cái gì không con? Ơi, con có bị bắt cái gì không? Nó mất con hả? Trời ơi, gan thì thận. Hả, nó lấy cái gì của con? Trời ơi, con tôi. Không, con không bị mất gì trong người hết. Nhưng mà con bị mất một cái rất là quý. Trời ơi, nó mất một thứ rất là quý. Trời ơi, sao nó may mắn quá vậy? Tôi muốn mất mà không được đấy nè. Trời ơi, nó khùng quá. Mất làm cái gì phải giữ chứ. Mà cái đó là quan trọng, cái là cái ngàn vàng. Bảo nghe tao nói sao? Gì? Chữ chinh. Khỏi nói giá ngàn vàng. Phải gìn, phải giữ cho người mình yêu. Đừng để cho bọn quỷ yêu nó cài, nó xới là đời mình tiêu. Thôi đi cha, chút chứ. Làm gì nữa tôi dạy con tôi coi. Trời ơi, mày đi ra đây, mày nói cho tao nghe coi. Tại sao mày để cho mất cái đó vậy hả con? Trời ơi, nó mất là mừng đi. Tôi giữ tới bây giờ chưa mất cái nè, khổ lắm con ơi. Trời ơi, bà nói vậy đường cho con chạy. Ai nói vậy? Ai nói vậy? Thằng nào? Dạ không có thằng nào hết, con tự làm mất luôn. Trời ơi.
mình mà tự mất hả? Con đúng là một tiếp phụ nữ hiện đại. Ui cha, hay quá con ơi. Ôi con một lai con ơi. Con làm điều đó như thế nào? Dạ con leo lên đọt dừa đó má. Trời ơi, leo đọt dừa rồi đâm vô đọt. Trời mất luôn rồi. Vì đọt dừa mà mất hết trời ơi. Còn tôi muốn, còn tôi mất lúc nào tôi không biết luôn đó bà nội. Cái chiêu của con là hay nha, tôi phải học hỏi cái chiêu này. Ủa vậy chứ mọi người nghĩ là con bị mất cái gì vậy? Ủa chứ giờ con mất cái gì? Con mất cái điện thoại. Trời ơi, mất cái điện thoại mà làm mất hồn à. Trời ơi, vậy là con bị mất điện thoại hả? Không, má không la, má không la, làm sao má la con biết mấy cái chuyện đó được. Nhưng mà tại sao con mất điện thoại, là tại sao mà con đi từ hôm qua tới giờ con mới về, con nói cho má nghe coi. Không phải tại con ham chơi đâu, bởi vì là con với bạn con là hai đứa về quê chung nhau. Ừ. Xong rồi cái tới nhà nó trước. Ừ. Cái nó rủ con vô nhà nó chơi. Rồi. Mà con là con không có chịu, con nói không được, bây giờ là má mình chờ mình ở nhà đó. Đúng rồi. Đó, nhưng mà bây giờ nó làm cái ghê lắm, nó bắt cóc con vô nhà nó luôn. Nó bắt cóc con vô nhà nó luôn á. Xong rồi cái nó rủ hai chị em leo lên đọt dừa hái dừa. Cái con nói thôi kệ cũng được, hái dừa về có dừa thêm cho má bán. Xong cái con hái dừa, cái con hái hái xong nó rớt cái điện thoại, mất cái điện thoại luôn. Ôi là bắt cóc là vậy đó hả? Dạ. Trời đất ơi, chuyện không có liên hoan gì hết trơn á trời. Không có gì hết trơn á trời, làm mất hồn mất vía. Trời ơi, đúng không chị? Làm mình suy diễn tùm lum mệt ốc nè. Mai mốt có mất điện thoại con gọi điện thoại về lại cho má con, để cho ở nhà biết, đặng tụi tao khỏi mất công nhiều chuyện. Mất điện thoại, lấy điện thoại đâu gọi? Mượn điện thoại. Nè, mấy chế, tôi nói cho mấy chế nghe nha. Con tôi nó chỉ ghé nhà bạn của nó chơi để làm rớt điện thoại thôi nha. Mà mấy chế nói lên giống như là nó bị bắt cóc rồi, nó bị chết, bị lấy nội tạng rồi, nó bị mất cái ngàn vàng nữa. Trời ơi, nhiều chuyện gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Cái xóm này bởi vì người ta kêu cái xóm nhiều chuyện mà. Nhiều chuyện. Trời ơi, cho nó sạch sạch hơi sạch hậu lại. Quý vị thân mến, nụ cười không làm chúng ta hao mòn sinh lực mà trái lại giúp chúng ta có thêm thật nhiều năng lượng để làm tốt công việc của mình. Còn bây giờ thì Đình Toàn, Lê Khánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Danh hài đất Việt mang đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái với những danh hài, những nghệ sĩ và ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam. Công lực của nhà ngươi thật sự là gì? Tuột canxi. Những tiết mục được dàn dựng công phu mới lạ. Được chào mừng quý vị khán giả đang đến với cuộc thi Hoa hậu Ao Lan 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 Lan. Cảm ơn quý vị. Như chúng tôi đã thông báo, đây là cuộc thi Hoa hậu Ao Làng. Tất cả các thí sinh mỗi người chèo một cái ghe vượt qua ao làng mình để đến với cuộc thi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay từ bãi giữ ghe, chúng tôi đã nhận được 18.000 hồ sơ. Nhưng thưa quý vị, vì lý do bãi ghe có hạn, cho nên ngày hôm nay lọt vào vòng chung kết và đi từ đầu tới giờ duy nhất chỉ còn có 6 con quỷ. Xin lỗi, 9 con... 9 thí sinh. Dạ. Và thưa quý vị, và trước khi chúng ta bắt đầu đến với phần tham gia trang phục dạ hội của 9 thí sinh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ cựu thí sinh, cựu hoa hậu Ao Làng của năm ngoái. Xin được trân trọng giới thiệu, xin mời. Thưa quý vị, cô ấy đã đạt giải hoa hậu Ao Làng năm ngoái nhờ thành tích chèo ghe nhanh nhất. Trời trao cho em một nhan sắc ấy, một nhan sắc giống như nàng tiên. Vì em kiêu sa nên em ước mơ, ước cho đời cuộc sống như mơ.
trong cõi nhân gian đâu có thiên đàng. Em đã lầm than đời em lang thang tựa như cơn gió, một cơn gió thoáng qua trần gian. Từ lâu yêu em nhưng duyên trái từ ngang, lâu yêu em nhưng trái duyên tim trái này anh không ly tan. Năm tháng trôi qua ôi kiếm phong ba, thu tới đông qua nhìn em bước ra. Này em yêu hỡi, sao mình không chung lối, đứng bên đời nhau giấu trọn niềm đau. Nhìn em đi mãi trên đường dài không thấy, thấy em kề bên vẫn luôn cần em. Tại anh không nói nên người ta thay đổi, những đêm lẻ loi buồn trong câu hát, hát cho niềm đau dấu yêu về đâu. Lúc anh chìm sâu ta còn ngồi giữa đêm thâu. Ngồi giữa đêm thôi. Vô bãi rồi nha. Vậy anh nghĩ làm sao vậy hả? Em là đương kim hoa hậu ao làng suốt đời, anh nghĩ làm sao mà anh đội vương miện của em chứ? Trời ơi, anh đẹp hơn, anh đẹp hơn, anh đẹp hơn nè. Trời ơi Khánh, em dòm đi, em dòm đi, thấy không? Các loại nè, hoa hậu, á hậu, người đẹp, các loại ao làng đủ là em không có cửa, em bích cửa rồi cưng. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt rất nhiều đã hỗ trợ chúng tôi diễn tiết mục rất thú vị vừa rồi. Mới đưa vô đi, mới đưa nhớ vô. Nhớ trả giả cho chị nha mấy em. Vô đi, để anh thời gian anh xử bà này mới được, qua đây. Trời ơi, công nhận nha, hồi nãy á, em với anh hát hay dễ sợ hay anh ha. Giọng hát nó sâu lắng dễ sợ luôn á. Mà cái nhạc phẩm nó cũng hay, thiệt là hay. Phù hợp với hoàn cảnh của anh em mình luôn. Nhạc phẩm Đời Vẫn Lang Thang, ta nói nó giai điệu nó trữ tình, nó da diết, nó êm dịu làm sao hả? Công nhận cái bài hát nó da diết, nó trữ tình mà anh em mình làm thấy ghê quá ha. Bây giờ chúng mình vô công việc chính anh ha. Quý vị thân mến, Đình Toàn và Lê Khánh xin được chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Và bây giờ quay trở lại chương trình, quý vị công nhận với Đình Toàn là Lê Khánh rất là đẹp không? Dạ, Khánh rất là đẹp. Hồi nãy em bước vô cuộc thi hoa hậu anh biết chắc là em đạt giải liền. Đương nhiên là em phải đạt giải rồi, em đẹp quá mà. Trời, anh biết không, ban tổ chức nhìn em đắm đuối phải trao giải cho em thôi. Đúng rồi, em quá đẹp, bởi vì ở trong một cuộc thi ao làng như vậy là em nhất rồi đó. Chứ còn cái cuộc thi hoa hậu bình thường là coi như là em không có cửa. Anh nghĩ làm sao vậy hả? Lâu lâu nhỏ em xinh đẹp có cơ hội được lên như vậy mà anh đành lòng nào mà anh vùi dập nó là sao vậy? Tánh kỳ, bỏ ngang, bỏ ngang. Anh nói đúng rồi đó, em á làm hoa hậu thì là sai sai đúng không? Nhưng mà làm hoa hậu ao làng thì rất là đúng. Trời ơi, giống như là chương trình của mình, chủ đề ngày hôm nay là gì? Tuy đúng mà sai là quá hợp lý rồi. Thì đó, anh đang rất bám sát chủ đề. Anh nói nè, em làm hoa hậu ao làng thì đúng, nhưng nếu mà hoa hậu bình thường mời em là sai cả ban tổ chức luôn. À, bám sát chủ đề chương trình quá anh ha. Chưa đâu nghe cưng, đừng có tưởng bở nghe cưng. Em cho anh biết, cuộc sống có rất nhiều màu, muôn hình dạng trạng. Có thể là anh nhận ra em là hoa hậu là sai, là đúng rồi. Nhưng mà có những thứ khi mà mình làm ăn nè, rồi mình mưu sinh nè, rồi mình kiếm tiền, mình buôn bán, thì để phân biệt ra đúng sai thì vô cùng khó khăn đó anh à. Ủa anh thấy có gì đâu khó khăn, thể đúng là đúng mà sai là sai, đúng không quý vị? Hai cái chữ viết ra đã là khác nhau rồi. Anh ơi, em nói cho anh nghe, không phải 1 cộng 1 bằng 2 đâu anh à. Ê, riêng cái chuyện 1 cộng 1 bằng 2 là luôn luôn đúng nha. Thì ý em nói 1 cộng 1 bằng 2 là đúng. Nhưng mà bây giờ em thí dụ cho anh nè, em đưa cho anh 1000 đồng đúng không? Em đưa anh 1000 rồi, nhưng mà em nói là chút nữa em đưa anh 1000 nữa, tức là em đã đưa cho anh 2000. Nhưng mà thực tế em đưa anh có 1000 à, trong khi 1000 kia em chưa đưa. Tức là không thể nào 1 cộng 1 bằng 2000 được. Anh hiểu ý em muốn nói gì không? Không hả? Trời ơi, khó quá. Vậy thôi bây giờ vậy nè, để anh có thể hình dung được 1 cộng 1 bằng 2 như thế nào, thì bây giờ Đình Toàn hãy đến với tiểu phẩm cùng với khán giả được mang tên Tin Nhắn Khủng Bố, cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ Chí Tài, Thúy Nga, Quốc Thuận, Hứa Minh Đạt để biết đúng sai như thế nào. Hey, cái giới thiệu là anh thấy nó hơi sai sai rồi đó. Sai gì mà sai, thiếu chứ không phải là sai. Thiếu đó là sự tham gia của nghệ sĩ Lê Khánh em.
Một cái người ở Mỹ về đây buôn bán một cái cửa hàng đồ Mỹ mà nó ế ẩm quá, nó làm cho má mệt mỏi trong người, rất là khó chịu. Má ơi, má từ Mỹ về hồi nào má? Má nhập hàng từ Mỹ về. Má cả cuộc đời má ở đất nước mình, má có đi đâu ra khỏi đất nước đâu mà má nói má từ Mỹ về má. Có hiểu được cái hoàn cảnh má vậy trơn à. Thì bây giờ cái cửa hàng của mình nó ế ẩm quá, không có ai mua hết trơn. Má phải làm một cái vai là người Mỹ thì á, là mình nói cái tiếng lơ lớ gì người ta mới tin đây là hàng Mỹ, người ta mới mua. Đó. Đi cho cực vậy má. Không lẽ bán hàng Mỹ mình phải tập nói tiếng Mỹ. Đúng rồi. Rồi nếu như má bán hàng Campuchia thì má phải đi học tiếng Campuchia. Đúng rồi. Nếu mà đi ra bán hàng Campuchia thì má hai cây sơn mà lá rõ là con vợ xe la hà. Tiếng Campuchia. Ở vậy hả? Trời ơi, chi cực quá vậy. Rồi vậy lỡ má bán hàng sida rồi má phải bị sida mới bán được hay sao? Thì đúng rồi. Ê, bậy mày, bỏ đi. Tự nhiên cái tao bán hàng sida, cái kêu tao sida luôn à. Con nói má biết bao nhiêu lần rồi, cái khu này là khu dân lao động sống không mà tiền đâu mà người ta mua đồ Mỹ. Con kỳ lạ ghê. Những cái chuyện buôn bán làm ăn của má. Thôi má ơi, con mệt. Má đừng có bẻ giọng kia nữa. Trời ơi, con hãy thông cảm cho má lạ hả? Bây giờ tóc tai má nhuộm lên rồi nè. Má ăn mặc như một Việt Kiều như thế này rồi. Má phải nói tiếng Mỹ thì người ta mới vào mua. Mà con đừng có bàn gia tánh vào mẹ, rất là khổ cực. Khi nào có khách thì má làm ơn má nói tiếng đó giùm con. Lần này có hai má con mình nè, má nói chi cho nó cứng lưỡi. Rồi có bữa nhai lưỡi nữa khổ con. Con mệt cái mày mẹ ơi. Đó, vậy đi con khỏe. Mình cứ nói hoài à. Dạ má ơi, má nghỉ ngơi đi. Chút nữa chồng con với tía con qua đây đó má. Vậy chồng con với tía con. Chồng nào? Trời đất ơi, anh Tuấn chồng con đó má. Trời ơi, tôi cho cưới nào mà kêu chồng mà nội. Sao kỳ vậy? Ba hứa hôn con với ảnh rồi, ba với má cũng đồng ý cho con đám cưới với ảnh rồi. Ngày xưa ba con còn sống á thì ba con nó nói là cho cưới, nhưng mà cái ngày mà ba con vừa mất rồi là mọi chuyện quyết định là do má. Xui. Dạ thưa tía. Ừ. Dạ tía mới qua chơi. Dạ con mời tía ngồi ạ. À. Rồi cảm ơn dạ. Con thưa bác mới qua. Ê tránh đi, tránh ra. Ui cái má con tía má vậy đây cái gì vậy má à? À, má đứng lên cho tía con ngồi đi má. Thôi cho ông đứng lên cho tan mở. Thứ đàn ông gì đâu mà bước vô mà không thấy cái người đâu, thấy nguyên cái bụng bự chà bá lửa. Mà tía ơi, má con nó chơi á chứ thật ra là tía cũng mập thiệt. Hai má con có duyên giống nhau. Con chưa có thấy một người đàn ông nào mà như ông anh. Sao? Người gì đâu mà cái chỗ nào cũng một cục hết trơn á, bụng một cục. Ừ. Mặt một hai cục. Ừ. Nhìn cái tưởng như con chó mặt xệ vậy. Nhìn cái không ưa rồi. Má ơi, tía ơi, tía đừng có giận. Tại hôm nay má con không được vui trong người á. Không dạ, sao? Con mời tía ngồi ạ. À. Không sao. Dạ. Tía luôn là cũng vui vẻ. À bữa nay có chút quà đem qua tặng chị. Dạ. Quà thì được, nhận dạ. Mà hèn gì sao cho chỗ để má sắp cho. Để con tặng từng người từng người từng người. Từng người á, tưởng đưa má nguyên đống đó luôn chứ. Tặng vợ con. À. Cảm ơn anh. Má. Đẹp quá. Ủa qua gì chút xíu rồi con. Dạ. Vợ con thì qua thì nó mau tàn lắm, nhưng má thì là qua bất tử. À, là bất tử là sao? Là má không bao giờ chết hả? Dạ đúng rồi, bị qua giả mà, còn giải. À, ý, phải thật. Ý con nói má là giả dối đó phải không? Dạ con. Nhưng thương mà thôi, má bỏ qua hết. Dạ, cái chuyện qua què là chuyện nhỏ, má là má quan trọng cái chuyện quà hơn. Miễn sao là có quà tôi vui. Cái tánh tôi gì cho khó cho quà là mặt tôi vui liền. Dạ, rất là quý đó chị. Quý. Bỏ ba cái vụ quà một bên đi ha. Chị có thể xích qua kia tôi ngồi, tôi đứng tôi mỏi cái lưng quá. Ông anh ngồi đi thì tôi đứng. Sao tôi là tôi đó rồi, tôi không có đội trời chung với mấy cái người mà cái mặt giống như chó mặt xệ vậy đâu. Bữa đầu tôi khó chịu rồi, ba không có sao, cái giống mặt xệ nó bây giờ nó mắc lắm. Thôi anh im đi, bỏ qua đi. Nhắc lại là cái chuyện xin hỏi cưới con Ngân con gái của chị. Dạ tía, bây giờ mình định ngày luôn hả tía ha. Rồi. Ờ, tụi con... Cái gì vậy? Cái gì định nè?
Tự nhiên cái vô đây tôi chưa có quyết định gì, cái tự nhiên cái định vị định ngày là sao? Vậy ý kiến gì sao? Trời ơi, tôi đâu có cái quyết định nào mà đám cưới ở đây đâu mà tự nhiên vô đây cái câu định ngày là sao trời? Nghe em chốt lỗ tai trời. Chị hứa với tôi là ngày xưa đó ông chồng tôi cũng còn sống thì ông hứa với ông anh. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ ông chồng tôi ông mất 3 năm nay rồi, nó chưa có mãn tang nên tôi vẫn chưa có thể nào mà cho con gái tôi đi lấy chồng được. Ông anh thông cảm nha. Chắc chị xui lộn rồi. Ừ. Chị đã làm lễ mãn rồi. Bây giờ nó đã quá 3 năm rồi thì mình làm đám cưới cho hai đứa nhỏ đi. Tục á thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình của ông anh á với gia đình những người khác á thì là mãn tang là 3 năm. Nhưng mà cái luật của nhà tôi á là hơn 4 năm cái mãn tang. Không có. Không có, nhà mình 3 năm là mãn tang. Ở đó má quyết định. Chị làm lễ mà. Sao chị nói ngang vậy? Tại tôi á, tôi ngang ngược vậy đó. Nói chung bây giờ tôi cảm thấy là tôi phí thời gian quá. Tôi không còn thời gian vàng ngọc để tôi ngồi đây tôi hầu hạ ông anh nói chuyện như vậy. Tôi xin phép ông anh nha, cho vô tôi tắm một cái. Tôi nóng nực, tôi bực bội quá, tôi vui. Khoan, trước khi tắm cho tôi nói một câu. Ý chị nói là cha con của tôi ở đây làm cản trở công việc làm ăn của chị chứ gì? Xin lỗi, thời giờ của chị là vàng bạc, thời giờ của cha con tôi cũng là kim cương hột xoàn. Tôi dù gì cũng là chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại mà chị. Điện thoại sao mà bằng cái cửa hàng đồ Mỹ của nhà tôi được? Nhà tôi là vẫn là sang trọng hơn, dù sao tôi cũng là một cái người mà kinh doanh đồ nước ngoài đó. Được rồi. Chị con, ba đã nhịn nhục bao nhiêu năm nay, bữa nay không nhịn được nữa. Thôi được, nếu chị đã nói vậy thì tôi cũng không qua đây cầu cạnh chị làm cái gì. Vì con tôi mới nhịn nhục. Chị nói gì vậy hả? Xin phép chị, tôi về. Đến đây này. Ba bình tĩnh đi mà ba. Bình tĩnh đi, cả nhà mày. Đừng, ba đừng về. Trời ơi, ta nói từ hết hồn đồ nhà tôi luôn. Chết rồi, trời ơi là trời. Trời ơi, nó banh chanh hết trơn rồi má. Trời ơi là trời ơi. Rễ gì mà hậu quả nổi. Bây giờ ba, con quỳ xuống đi. Trời ơi. Trời ơi. Ba. Trời ơi, hai cái thùng của má. Hai cái thùng là trị giá 200 ngàn của tôi rồi. Mày sao? Tại sao bây giờ đi còn ở đây hả? Không nghe trời ơi, trời chết rồi, xong rồi. Quá xin lỗi má liền. Trời ơi, mày phá đồ cho tao như vậy, trời ơi. Chết luôn quá trời ơi, bây giờ. Trời ơi, anh ơi. Con diễn tình cảm quá hay lắm con. Trời ơi. Thần tài đến hát phá cả mọi người. Thần tài đến, liêu lo cả buồn nhà. Thần tài đến bán số cho mọi người, số xinh số đẹp số sang số hẹn. Hey, trân trọng giới thiệu đến cả nhà. Oh my god, đây có phải là cửa hàng Mỹ không hay là ta lạc vô bãi rác? Ôi nhìn cái nhà giống như cái bãi rác vậy. À không, đây phải gọi chính xác là cái bãi xà bần. Ôi chào bác, giới thiệu với bác con. Thần tài không có bà con gì với chí tài. Bỏ đi, bán vé số đi ra ngoài đường đi con. Vô đây phá hoài à. Phải. Nhà bác giờ đang bừa bộn dữ lắm. Mày vô đây nhiều lúc mất đồ mất của bác, bác không chịu không đâu. Không phải bán vé số. Con đến đây để bán số cho bác. Con là thần tài. Hả? Ê! Trời ơi! Ăn tèo. Trời ơi, bữa nay mày để râu nhìn không ra mày. Tao tèo đây. Đi đâu vậy? Tụng. Đi đâu vậy? Tao tới đây để giúp cho bà già này, bà giàu lên. Giúp hả? Ừ. Ê, giúp đi. Ở đây là má vợ tao nè. Ở đây còn vợ tao nè. Má vợ với vợ tao đó. Dạ chào anh. À. Chào em. Vợ tao. Là vợ tương lai của anh Tuấn. Chào em, anh rất hân hạnh được gặp em. Vợ tao. Vợ mày tao biết mà. Tại vì vợ mày nắm tay tao chặt quá. Đâu có. Không, cái đó là lịch sự xã giao. Khi tôi đến nhà tôi phải cần phải nắm tay một ai đó để gọi là bắt tay xã giao thân thiện. Thôi đừng có nắm tay con bác. Nắm tay bác đi. Thôi nghỉ khỏe ha, nghỉ khỏe. Giới thiệu với bác. Con đến đây để mà giúp bác, để mà vực dậy cái cửa hàng Mỹ này lên. Nhưng mà bằng cách nào? Đây, con biết dạo gần đây cửa hàng của bác rất ế ẩm, cho nên bác đã phải quảng cáo bằng một cái cách mà gọi là rất là rẻ tiền. Chẳng hạn như là bác quảng cáo, bác cho người đứng ở các ngã tư để phát tờ rơi, đúng không? Mà người phát tờ rơi là con gái bác, đúng không?
em ơi, sớm muộn gì em cũng bị dân phòng hốt cho mà coi. Làm kiểu đó rất là nguy hiểm, cho nên bác đừng nên phát tờ rơi. Và con còn được biết bác chính là người hay bịt mặt để mà vẽ trên mấy cái bức tường ngoài thành phố, đúng không? Đúng không? Sao con nói đúng vậy? Bây giờ cho bác hỏi một câu, bây giờ con là thần tài hay là con là thầy bói vậy? Nói cái gì y chang y đạn luôn à? Tại vì con đã theo dõi cái hoạt động ngầm của gia đình bác, cho nên con biết. Bác ơi, làm quảng cáo kiểu đó rẻ tiền, bác ơi, rẻ tiền lắm. Ủa vậy chứ bây giờ có cách nào mà nó không có rẻ tiền mà? Bây giờ có một cách không có rẻ tiền mà gọi là thời thượng, quảng cáo thời thượng, nhanh, gọn, chất lượng. Đó là bằng cách chúng ta gọi điện thoại và nhắn tin. Nhưng mà làm sao biết được số điện thoại của người ta mà gọi cho người ta mới được chứ? Bằng nghiệp vụ chuyên môn của tôi sẽ cung cấp cho tất cả mọi người cái số điện thoại của tất cả những người mà người ta đang dùng. Cần bao nhiêu số? 1.000 số ư? 1.000.000 số ư? Hay là 10.000.000 số ư? Bây giờ mày biết cách gì mày giúp cho gia đình đi. Tôi sẽ cho mọi người 10.000 số. Cho không 10.000 số hả? Không, đời này không ai cho không ai một cái gì cả. Để có được 10.000 số, gia đình vui lòng hãy chuyển khoản vào tài khoản của con. Chỉ cần 50.000.000 mà thôi. Hả? 10.000 số mà lấy 50.000.000 sao mắc quá vậy anh? Đúng vậy, bây giờ nè, mọi người, tôi nhìn ánh mắt của mọi người, có thể là mọi người không tin tôi bởi vì nghĩ là tôi giả mạo đúng không? Tôi lừa đảo đúng không? Má ơi, đừng có tin. Không tin à? Không tin thì cửa hàng này sẽ tan nát. Bây giờ mọi người không tin phải không? Mọi người hãy hỏi thằng Tủng bạn thân của tôi nè. Nè, Tủng, mày là bạn thân của tao, mày hãy nói cho mẹ con của cô ta biết những gì tao nói như vậy là có đáng tin hay không? Là bây giờ mày tìm cách mày vô nhà để mày giúp cho gia đình tao. Đúng vậy. Sao anh? Phải tin. Tin hả? Yes. Ngon. Dạ. Con cài sim vô con nhắn tin cho má đi con. Con đang nhắn nè má. Mày nhắn đi, tao thấy mày nhắn gì đâu, cái tai mày ngồi chơi không đó mà. Cái tai con đau quá rồi, bây giờ con phải nhắn bằng chân nè má à. Trời, cái gì vậy? Gì vậy trời? Nhắn bằng chân luôn rồi hả? Con làm gì mà giống như người bị khuyết tật luôn vậy? Cái tai đau không nhắn đi. Trời ơi, đau quá trời rồi má ơi. Thiệt tình luôn. 10 ngón tay con băng bột hết 10 ngón rồi. Cái tai con nó không còn cảm giác, nó nhức quá rồi. Mà con nhắn là người ta cứ chửi con hoài luôn à. Thì đúng rồi, mình nhắn là mình làm phiền người ta chửi mình là phải con ơi, mà mình phải chịu đựng rồi mình mới mua được cái người ta mới mua hàng cho mình chứ. Đó là cái chiêu quảng cáo. Mình học rồi thì mình phải làm. Đó, em mới nói có khách lại liền nè. Hello. Can I help you? Dạ, sáng giờ má nghe mấy chục cuộc rồi, người ta chửi gì không á, mệt quá con ơi. Trời ơi. Hello. Can I help you? Dạ, con thưa tía, dạ tía quá. Dạ. Tía cái gì đây? Con cưới hỏi rồi mà tía. Cái gì? Vậy cưới hỏi cái gì? Qua đây làm chi vậy? Bữa nay tôi qua đây á, tôi tuyên bố hủy hôn, không cưới hỏi gì hết trơn á. À, mừng à. Má, má đừng có nói vậy tội nghiệp con tía ơi. Sao hủy hôn vậy tía? Đây là ý của tía, ý của anh Tuấn vậy tía. Ý của tía? Thằng Tuấn nó mấy bữa nay đi đâu mất tiêu à, không có liên lạc được với nó. Sao chết con rồi? Chị, vậy? Nói cho chị biết, chị hãy mau chấm dứt mấy cái trò này đi. Đợi lúc tôi kiện á, thì đừng có trách tôi nghe chưa. Cái gì vậy? Tía ơi. Ủa con, vậy là ông nói gì má không hiểu gì trơn vậy? Ơi, má có sàm sỡ tía con không vậy? Trời ơi. Tía không đòi kiện má. Vậy nè, má làm gì tự nhiên ông vô đây ông đòi kiện, má không hiểu chuyện gì đây nè. Rồi bây giờ tự nhiên tía đòi quỷ hôn con với anh Tuấn. Cười để giấu những dòng lệ rơi, hãy ngước mắt nhìn đời, dù ta gắng mà bao tiếng cười. Sao em khóc vậy hả? Tôi bị quỷ hôn với anh Tuấn rồi. Trời ơi, cái chuyện em quỷ hôn với thằng Tuấn thì em nên cười chứ. Là bởi vì không có thằng Tuấn, vẫn còn có thằng Tẹo nè. Tôi thương anh Tuấn thôi, anh đừng có lợi dụng. Thừa nước đục thả câu á, đục nước béo cò hả? Tôi không có đục nước béo cò, tôi thương em thật lòng mà. Anh qua đây làm chi vậy? Qua đây để giúp cho mẹ em, để giúp cho gia đình em sẽ còn phát triển hơn nữa kìa. Phát triển cái gì? Bữa giờ mua 50 triệu tiền số gì đó, tôi gọi tôi nhắn tin người ta chửi tôi bấy lỗ tai hết trơn rồi, giúp cái gì nữa mà giúp.
Trời ơi, tao bị chửi quá trời quá đất luôn à. Con làm sao mà cũng bán cho bác cái gì mà sim 50 triệu mà hả? Cái gì mà người ta chửi ra rả không ai mua hàng hết trơn. Bác bị chửi đúng không? Đúng rồi. Em bị chửi đúng không? Đúng rồi. Bác vui lắm hả? Mấy cái số đó đó là mấy số tiểu gia. Cái gì? Còn mua mà mua cái... Đây, con đến đây hôm nay con giới thiệu với bác một cái gói khác nữa. Một cái gói khác là cái gói sang trọng, cái gói đẳng cấp, cái gói của đại gia. Thì khi mà bác mà nhắn tin như vậy á, là người ta sẽ không gọi, người ta không chửi bác, là người ta chỉ có già, dép, dép, già, già và ta mua thôi. Ồ, vậy hả? Đúng vậy. Bác hỏi con nè, là cái vụ số đó đó, là con hứa với bác là coi như là mua xong một cái là gọi là đại gia. Nhắn gọi là người ta không có chửi nữa. Là người ta không chửi, ta mua hàng không phải? 500 triệu thôi. 500 triệu? Có bao nhiêu đâu mà. Đây. Bây giờ bác nghĩ cách này nè con. Sao? Bây giờ bác thì tiền mặt bác hết rồi đó. Dạ. Cạn kiệt rồi mình sơ sớp bán ế quá mà. Dạ. Thôi bây giờ là bác sẽ nhận cái mua, à, mua gói đó. Bác mua cái gói đó. Tiền đó thì bác không có. Nhưng mà hả, đây con gái bác nè. Gái bác. Cho nó đi chơi với con trừ nợ. Thôi khỏi luôn đi, ở đó mà má đi giảm đi. Tự nhiên mà bắt con làm không được. Cái giờ thấy sao sao được? Không được. Ê, Ngân. Thì bây giờ để bác tính cho con cái kế hoạch khác. Kế hoạch khác hả? Kế hoạch... Con thích em Ngân à. Không, có con nhỏ này đẹp hơn con Ngân. Mày cứ ấy à. Để tao chỉ, tao giới thiệu, tao trừ nợ mà. Con kèo tươi hơn hả? Ừ. Ai vậy? Bác nè. Bác, bây giờ sao? Đây, 500 triệu. Bác sẽ có được cái USB này. Trong này chứa 10.000 số VIP. 10.000 số VIP. Bác chọn đi. Sao? Số VIP mà bây giờ không có tiền. 500 triệu hoặc là 100 lần đi uống cà phê với em Ngân. Bác chọn đi. Thôi đưa đây, để tao tính, để tao vô tao dụ con Ngân. Má ơi, chết con. Cái gì? Cái gì vậy con? Con gọi cho anh Tuấn nãy giờ mà ảnh không có bắt máy. Thì bây giờ không biết ảnh sao rồi má. Thì trời ơi con gọi anh Tuấn mà sao thằng cha nó đến làm chi vậy con? Con gọi lộn số hả? Tía ơi, tía anh Tuấn đó rồi tía, con không gọi được cho ảnh. Nè. Gì? Tại sao tôi nói chị bao nhiêu lần rồi? Hả? Mà chị cứ tiếp tục làm cái chuyện nó nhiều hả? Chuyện tôi gì kiện chị đó nha. Trời ơi, má con khủng bố tía. Ủa cái gì mà tôi khủng bố ông anh? Ông anh nó bậy rồi nha. Khủng bố cái gì tía? Con người ai cũng có số, thấy không? Chỉ là sớm hay muộn. Có thể hôm nay bạn còn đây, nhưng ngày mai bạn sẽ yên nghỉ bên kia thế giới. Vì vậy, bạn hãy mua hàng Mỹ, tào lao không? Tào cái gì kỳ vậy? Hai cái tin không có liên quan gì hết trơn. Còn nữa, còn nữa con ơi. Đây là gì nữa vậy? Đây nè. Hãy mua tả lót bằng giấy của Mỹ xài rất tốt. Bảo đảm xài một lần rồi thôi. Thì đúng rồi, tả xài lần rồi thôi. Nhà tôi có nít đâu mà nhắn tả giấy. Ồ tía ơi, con xin lỗi tía, cái đó là con nhắn. Tại vì con nhắn đại trà cho tất cả số điện thoại mà con có mà con. Trời bực mình ghê luôn. Gì vậy anh Tẹo? Đứa nào nhắn tin khủng bố tôi nè, thiệt á. Có tôi mà, tôi nè, tôi là nắm được mấy cái thằng khủng bố mà nghĩ sao mà tôi còn bị dính mấy cái tin nhắn khủng bố. Anh nghĩ sao vậy? Một mình anh dính là tôi cũng dính tin nhắn khủng bố nữa nè. Trời đất ơi, kỳ vậy? Tôi đây nè, coi tôi muốn bán hàng mà tôi còn bị nhắn tin khủng bố nè. Thế tự nhiên cái nó nhắn tin tại đây có bán đất bề ngang 1 mét, bề dài 2 mét. Ý nó dụ tôi chết á. Điên. Ba. Anh Tuấn. Ba. Anh Tuấn. Đi tới đâu là phá hoại tao đó. Trời ơi, điện thoại thiệt. Mày đi chứ không cẩn thận vậy Tuấn. Sao bây giờ anh bắt nợ anh rồi? Anh đi đâu vậy anh? Sao anh trốn em vậy? Không phải trốn. Tía đã không. Tía không có quỷ. Tía qua tôi nói chuyện đàng hoàng. Chưa kịp quỷ là bà đã bị quỷ trước. Tía mới quỷ. Nhưng mà cái vụ mà tin nhắn khủng bố là con xin lỗi tía, thật sự con không biết. Quan trọng là tại sao ai có tin nhắn đó. Dạ con nhắn cho tía mà anh Tẹo thì là ảnh bán cái số điện thoại đó cho má con 10.000 số để mà lấy 50 triệu để mà tụi con quảng cáo bán hàng Mỹ cho má con. Tẹo hả? Nè cậu Tẹo. Tẹo. Anh giải thích chuyện này giùm tôi đi, tại sao hả? Anh bán điện thoại mà trong đó cái số điện thoại của tía tôi là sao chứ? Hả? Tôi nói mà nói mà tôi được. Sẽ kiện anh đó. Thôi được rồi. Tôi nói luôn. Thật ra tôi có được những cái số đó là do. Do ai? Do ai? Thằng Tuấn nó cung cấp cho tôi. Cái gì? Ủa cái gì đó? Anh đừng có vu khống cho chồng tôi nghe. Nghĩ sao mà chồng tôi cung cấp cho anh được chứ? Em hỏi thằng Tuấn đi. Thôi mà em hãy tin đi. Nắm tay anh thật chặt. Vậy là sao hả anh Tuấn?
số điện thoại ở hãng điện thoại của ba. Mày lấy hết danh sách khách hàng cửa hàng của tao mày đưa cho nó hả? Dạ đúng rồi. Cái gì cái sự ham tiền của mày cái thằng tẹo mà để cho mọi người bị khủng bố tin nhắn đó.